Em mới tu được có năm mấy à, mà em vào lúc 11 giờ tới 1 giờ rồi vào thiền chung đó, là em vào là mình vào đó mình thiền là mình chỉ nghe thầy giảng thôi phải không, Vô ngồi giảng với mình nghe ngồi thiền. vừa ngồi thiền vừa nghe thầy giảng hả, rồi sau thầy giảng rồi mình mất nghe mình đâu Thì có tập trung hành pháp được anh nói. mình ngồi nghe đó, vừa hành pháp vừa nghe. Chị đó hả? Em chờ hoài không biết làm sao hết chứ. Với lại anh nói đây, em muốn hỏi là khi mà mình hành pháp mình làm phương pháp mà thường chuyển á, thì coi như là thì mình nghỉ chừng vài chục giây rồi mình thở lại được không? Được, mình thở, ráng thở hít vô cho nó sâu đó, rồi mình được làm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Anh bá thấy em tu được không? Được chứ sao, thấy sáng sủa tốt quá. Em cũng thấy mỗi đêm em hành pháp sáng em thấy mặt mình cũng khác đó. Hành pháp đúng là cái mặt nó sáng. Bữa nào mình thấy mặt mình tối là mình không có đúng rồi. Mà sao anh bá có ngày có khi có bữa 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 mà gầy la con cháu quá tối soi hồn á, nó giật một cái hết hồn luôn vậy anh bá, mới hồi tối này nè sao mà anh đang soi hồn được chừng 7-8 phút nó giật một cái tưng luôn vậy á, là sao vậy anh bá? Trượt cái lúc mình soi hồn cái trượt nó bung ra đó, nó giật một cái vậy đó. Được cái Chứ hết không có hồn luôn gì. phải không? Thì Cái đó mình là trượt ra trượt vô trong anh. trong trượt nó ra đó, mình soi hồn mình giải ra đó, nó bung ra cái pụp vậy đó. Thế giới luôn vậy. Không sao, không có gì đó, nó nhảy ra vậy thôi. Nó Anh bá tưng ơi, rồi. em mới vô chừng nào có đi hỏi hay gì ở đâu á, anh bá cho em hay là em đi với nha. Ok. Ừ, Em đi với. có trong nhóm Telegram không? Dạ có. Có trong nhóm không? Dạ có. Có gì có tin tức gì thông báo đó. Nhưng mà sinh nhật, nhất là sinh nhật của thầy đó, tổ chức dù bất cứ ở đâu em cũng đi được nha anh bá, nhớ cho em hay. Ok. Dạ em cảm ơn anh bá, em chào anh. Ok, có tin tức gì cho hay. Chị này, chị hỏi chú rằng là chị thì anh chị em mới có em bé nhỏ mới ấy, thì là dạo gần đây khoảng 3-4 ngày thì cứ hay thấy là buổi tối đi ngủ ấy, thấy ở ngoài cửa sổ có một cái thân ảnh màu đen đó, mà cứ đứng đó nhìn nhìn lấy cái đứa trẻ mà 3-4 đêm rồi, thì chị muốn hỏi chú là ai mà tại sao như vậy á? Không có sao đâu, hết rồi. Không có sao, cái đó cái spirit cái nó nhìn thôi, không có gì, nhưng mà hết rồi. Nói đề cập tới nó là giải mất tiêu rồi. Không sao, no problem, don't worry. Thank you, Chuba. But human, why would those spirits would be interested in a baby? Anh hỏi tại tại sao sao những cái cái mấy dạ. Nói tại đi. sao mấy cái hồn đó thì nó lại muốn nhìn thấy trẻ con nữa, nó thích thích thú ở đứng ở đó mấy Tại đứa bé. vì em bé nó thanh nhẹ, cũng như mình gặp em bé mình cũng thích vậy, mình gặp em bé mình cũng thương vậy, mình cũng nhìn mình cũng thích vậy, nó dễ thương, nó nhìn. Người lớn mình đây mình gặp nít mình cũng thích vậy, same thing, giống nhau, không sao hết trơn. Nó thích nhìn như thôi, không có gì. Ok, cũng như bây giờ cha mẹ đi làm về cũng nhìn đứa con vậy. You like it. Phải, nó thanh nhẹ, nó dễ thương, mình nhìn cái hồn nhiên tự nhiên của nó mình nhìn. Bây giờ mình tu nhẹ đi nữa, người ta cũng thích, người ta cũng thích nhìn mình nè. Xem thấy.
Người ta thích là ta thích cái thanh nhẹ. Ở đây ai cũng thích cái thanh nhẹ. Người ta nói chung ai cũng thích cái thanh nhẹ dễ thương. Cái thanh nhẹ đó là cái hạnh phúc đó. Mình đi tìm cái hạnh phúc. Bây giờ mình tu đây mình tạo cái thanh nhẹ được, là mình đem cái hạnh phúc tới người ta. Cũng giống như em bé vậy, em bé đâu có làm gì đâu, em bé nằm đó vậy đó mà đem cái thanh nhẹ tới người ta, ai tới cũng thích ẩm ôm hung. Thank you so much, Chuba. I got a question. Chuba, I have one more question actually. I mean, yesterday we had, Ella, me and all of our Anjali, we met and we were discussing on one thing. Again, I've asked you the same question so many times, but it's again, I'm well settled in my life. I'm earning good, but still I want to earn more, literally more. Okay. Yeah, I just want to keep earning. Yeah, spiritually, that's not a good thing to do. But is it a bad thing to earn more? I'm spending a lot of my energy and just thinking, what should I do? What business should I start along with what I'm doing right now? Okay. So I don't know. I just need some guidance from you. How to stop, if it is not right, how to stop it? Thì anh này anh muốn hỏi chú rằng là anh ấy có một cái chuyện thì cũng đã được gọi như là mọi người, mấy bạn đạo thì cũng đã bàn luận về vấn đề là anh ấy suốt ngày anh ấy muốn kiếm thêm tiền ấy, mặc dù anh đang kiếm tiền cũng tốt ấy, nhưng mà anh cứ hàng ngày anh cứ suy nghĩ về cái việc phải kiếm thêm và anh ấy biết rằng là anh ấy nghĩ rằng là cái chuyện này thì sẽ không tốt cho cái con đường tu ấy. Thế nhưng mà thực sự anh không biết chắc chắn là có phải là nó không tốt hay không, và gọi như là chú có cái chia sẻ gì về cái vấn đề này không? Cứ tự nhiên, cứ sống tự nhiên, mình cứ tu thanh nhẹ, rồi nếu có cơ hội tới thì mình cứ việc làm, có tiền vậy thôi, không sao. Cho mình đừng có muốn mà đi tìm kiếm cực khổ, khổ tâm. Còn này mình cứ việc sống tự nhiên, sáng suốt tự nhiên, cơ hội tới thì làm vậy thôi. Cũng như chú bác hồi xưa vậy, chú bác cũng đâu có cái ý đi tìm tiền, kiếm tiền gì đâu. Cơ hội tới thì làm, có tiền sống vậy thôi. Cái đó trời chuyển cho mình á, chứ không phải mình muốn là có. Trời chuyển cho không, tự nhiên cơ hội tới mình làm cái hên, có tiền dễ ợt à. Còn mà làm việc mà cực khổ, cố gắng mà cực khổ để kiếm có tiền đó là không nên. Mình cứ việc để tự nhiên nó trôi, nó chảy tới. Tới mình cứ làm nhẹ nhàng, không sao. Chứ không phải tu không phải bắt buộc phải nghèo. Nhưng mà mình tu, mình thanh nhẹ thì tự nhiên cơ hội nó tới. Mà tất cả những cơ hội tới, đưa đẩy tới mình đó là trời đưa, chứ không phải là tự nhiên mình muốn là được, không phải đâu. Cái gì cũng là vũ trụ chuyển tới thôi. Mình thanh nhẹ, mình tu, vũ trụ biết hết à. Bây giờ nếu mà thấy mình cần tiền để mình tu thì chuyển tới cho mình có tiền tu. Còn mình tham thì tự nhiên không có tới, là tại vì cái tham là hại mình, nên trời Phật đâu có muốn mình khổ, cho nên đâu có chuyển tới. Còn nếu mình thật sự mình cần thiết thì tới. Bây giờ sanh con ra tự nhiên có tiền à, là tại vì trời nuôi nên chuyển cho mình có tiền để mình nuôi con. Don't worry. Có nhiều người sanh con ra tự nhiên phát giàu. Giàu một cách lạ lùng hơn. Cứ sống tự nhiên, có tiền làm thoải mái thì làm, còn nếu mà cực khổ và bận tâm thì đừng làm. Còn nếu mà dễ dãi thì cứ làm. Sao chị Diệp? Đó, anh suốt tuần này sao bị trượt nhiều quá, đau. Nó chạy từ cổ, chạy xuống vai, chạy xuống tay, chạy lung tung hết. Bị trượt đó. Bị trượt đau đó.
càng thở nó làm như nó dịch, nó đâm vào một cái chỗ nào nó đau. Không sao, cố gắng đi, trượt đâu, mình ở trần gian mà, lúc này lúc khác, lúc nhẹ lúc nặng. À, chứ đâu phải nay suôn sẻ hoài, nhưng mà nặng thì mình giải ra cũng hết rồi. Không sao. À, ví dụ như chị đang thanh nhẹ gì đi nè, mình đâu muốn nặng đâu. Có người ở trong nhà mình nó bận rộn, nó động loạn gì đó, nó chuyện gì đó, mình hút vô mình đâu có biết, kệ nó, không sao. Chị đau cổ hả? À, đau hai cái lưng đằng sau á. Ừ. Đau đau thì nó chạy bữa nay hết qua ngày mai nó lại chạy chỗ khác. Ờ đúng rồi, không sao đâu, kể nó trượt nó chạy dài dài. Tôi ngồi đây nhiều khi ngồi ở nhà không, nó chạy cái nó rút vô, nó chạy xuống chân đau như kẽm vậy, đau lắm. Kể nó chạy, kể mình ngồi đêm đâu làm gì đâu, hàng xóm đi đâu hay nó làm gì không biết nữa, rút vô cái nó chạy tuột xuống chân, nó nhảy ra như kẽm gai, đau chịu trận hồi hết à, không có gì hết, không sao hết. Cũng như nó đi xuyên qua mình vậy đó. Có bữa thấy con mèo nó mắt con sóc. Nên nó nhìn thấy mình, nó nghĩ là mình không muốn cho nó giết con sóc, thì nó xong nó nhả con ra, nó nhìn mình nó có vẻ khó chịu. Thấy ngoài đời hả? Thấy ngoài đời hả? Thấy mình nhìn nó, mình tu nhìn nó sợ. Sao hè la, có câu hỏi gì không, có muốn làm ra tiền không? Không, nhưng mà không, thì cũng có chứ, nhưng mà tại vì con mới bỏ việc rồi, đang tính làm cái gì mình thích á, không muốn phải làm những chuyện mình không thích nữa, chán quá rồi. Nên là con cũng tính là làm cái gì kia, nhưng mà cứ để tự nhiên vậy thôi, cái gì đến thì đến, không thôi. À đúng rồi, mình làm gì mình thích đó, mình giỏi, mình làm không thích đó, khó chịu lắm. Đúng rồi nhỉ. Thôi cứ kệ vậy thôi. Ừ. Chú thấy con tu nào chú? Đúng, có gì đâu. Mà có phát triển hơn không? Có. Hay la nó mỗi lần hay la dịch nha, điển chiếu nhiều lắm đó. Chứ không phải tầm thường đâu. Điển chiếu xuống cho hay la dịch cho nó thông thì xuống. Có, con cũng thấy như vậy, thì nói chuyện thấy nó suôn sẻ hơn á, khi mà nó có điển thì mình tự nói theo cái tự nhiên. Mình phát tâm mình làm như gì nó bên trên biết chiếu cho mình để mình làm. Mình làm cái này là để mình xây dựng cái đạo giúp người ta. Mình giúp người ta là trời giúp, chứ không có gì hết. Mình chỉ phát tâm ra rồi trời chiếu xuống cho mình làm. Chú bên trên là hồn của mình hay là bên trên là những vị thiêng liêng khác chú? Cũng là hồn mình nhưng mà nó ở vị trí cao, vị trí thanh nhẹ. Còn hiện cả cái hồn của mình, tiểu hồn ở trong cái xác này đó là vị trí thấp. Cho nên người ta nói có ba hồn là ba cõi đó. Ba cõi, yeah. cõi nhẹ, cõi trung thừa, mình ở đây là thuộc loại cặn bã. Cho nên mình tu nhẹ nhẹ cái mình lên cái mình cũng hòa trên cái phần ở trên mình, cái hồn mình, cái hồn cao thượng. Cho nên nhiều cái đại hồn sao chú, vậy thì cái đại hồn đấy có phải là mọi người đều giống nhau hay sao? Đúng rồi, cho nên khi mình tu tức là nó là một không ạ? Một luôn, có một hồn mà. Cho nên người ta phân biệt đạo Phật, đạo Chúa này kia nọ. Chứ thật sự mấy người mà tu đắc đạo vô giống nhau nè, cũng chỗ à. Nhưng mà tại mình phàm, mình không hiểu. Mình phân chia ra. Bây giờ thì khác. Bây giờ thí dụ như Hela với chú Bá khác. Cái trình độ nó khác. Nhưng mà hai người mà nếu mà tu tới mức độ mà thông suốt thì giúp nhau cũng vậy thôi, có một hồn mà.
Chú, nhưng mà chú nói có một hồn nhưng mà sao lại tiến hóa vô cùng thì là sao? Vậy thì nó có được cái trạng thái hoàn hảo không? Trạng thái một cái hồn, hồn cái vũ trụ đó là nó tiến hóa hoài, nó luân chuyển hoài, nói đúng hơn. Nó luân chuyển hoài, nó thay đổi luân chuyển hoài, hoài hoài không ngừng. Không bao giờ ngừng hết á. Cũng như giờ mình thấy trái đất xoay xung quanh mặt trời, nó xoay hoài 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 xoay hoài thôi, chứ đâu có ngừng. Ngừng là chết á. Cho nên vũ trụ này là thay đổi hoài, nó biến chuyển hoài, đổi thay đổi, người ta kêu là thay đổi. Về cái khoa học cũng vậy, vật lý hóa học nó thay đổi hoài à, chứ nó không có mất, nó không mất. Tất cả nguyên trọn là không có mất. Cái cao cái thấp, cái cao cái thấp thì nó chuyển động không ngừng. Nhưng mà nếu nó chuyển động không ngừng như thế thì ví dụ như người ta nói mình chuyển kiếp á, thì như thế thì có giống như là mình bị chuyển kiếp không? Nếu mà nó cứ một cái hồn nó cứ biến đổi như vậy thì đúng rồi, nó chuyển kiếp là thay đổi đó. Ví dụ nó thay đổi, ví dụ mình lơ tu lên, mình làm cái gì đó, cái nghiệp gì cái nó đổi chuyển qua cái chỗ khác, chuyển qua chỗ tới khi nào mà nó mình không còn chuyển nữa, mình tất cả luôn thì tất nhiên không còn chuyển, nhưng mà nó chuyển mà mình tất cả luôn. Đúng không? Bây giờ ví dụ như cái tiểu hồn thì nó chuyển, nó một đơn vị thì nó chuyển. Nhưng mà cái lớn thì nó đâu có chuyển đâu, tại nó gồm tất cả hết rồi. Hiểu không? Vậy thì đạt đến cái đại hồn là mình sẽ không bị chuyển kiếp nữa gì. Dạ đúng rồi, ta kêu giải thoát là vậy đó. Còn mình đeo cái phân tử nhỏ nó chạy hoài, nhưng mà cái lớn nó gồm hết tất cả, chạy bên trong thì nó đâu có chạy đâu. Cho nên mấy cái chuyện đó mình không hiểu được bằng trí phàm. Nên mình nói để mình có cái khái niệm gì thôi. Để thật sự ra đó, mình tu đó là mình phải tu, có quan trọng là có cái pháp để làm sao nó khai thông mình. Và khi mình tới cái trình độ đó đó là mình tự biết rồi. Mình biết thôi, mà biết ngoài cái trí phàm luôn nữa. Cho nên mình không có nói được. Mình không có nói được. Để ngoài trí phàm nói không được. Còn mình nói chuyện ở đây mình còn cái có phân chia rồi, có mê chấp rồi mình mất nó nói ra cái tiếng nói, chứ còn cái kia hết nói luôn rồi. Cho nên có nhiều khi người ta tìm hiểu coi về khoa học, người ta tìm hiểu rồi, vũ trụ rồi nó phát xuất từ đâu, ví dụ gì nhá. Mà mấy tụi nó cũng nghiên cứu, nó biết là phát xuất, nghe nói là phát xuất từ không. Mấy tụi khoa học bây giờ nó cũng hay lắm, nó phát xuất từ không. Thì cái gì, cái không là cái gì mà nó phát xuất, nó không hiểu nổi. Nó ví dụ như đạo Phật nói mọi vật đều sinh ra từ không, mấy tụi nó cũng có cái khái niệm vậy, để nó hỏi cái gì sanh ra cái không. Không hiểu nổi. Cho nên bây giờ mình tu đó, mình tu, mình im ru ngủ, mình ngủ mất tiêu luôn. Mình trụ cái vô vi này, nó nhờ cái là nó trụ, nó thông, nó định được. Mà lúc mình trụ mình biết à. Cho nên bây giờ mình ngồi đó, mình niệm Phật Nam Mô cho nó mất, cho ngủ luôn. Nếu mà mình luyện được cái đó sướng lắm. Đi ngồi đây mình sử dụng, trước khi mình ngủ mình luyện, mình thấy là mình đang niệm Phật, mình ráng trụ mất mình luôn. Thì khi mà nó mất mình luôn á, mình đừng quan tâm đó, cho nó mất luôn. Và ở trong khi mà mình trong cái trạng thái mất luôn á, thì nó xảy ra gì, nó xảy kệ. Lúc mà mình mất luôn, mình vô trong trạng thái không, thì nó xảy ra nhiều chuyện lắm, mình cũng kệ. Mình không cần suy nghĩ, không cần phân xét nữa. Mình thấy sao mình nhìn vậy thôi, biết sao nhìn vậy thôi. Chứ còn mình lý luận, mình có nhiều người mới xuất ra thì ai cũng tò mò, xuất ra cái mình nhìn mình có mình là gì, mình động tâm cái nó trở lại à.
nó không có mất luôn. Vậy cái mất luôn đấy là định hả chú? Mất luôn định. Mà trong cái khi mà trong cái định nó xuất hiện ra nhiều chuyện, nó xảy ra nhiều chuyện. Vậy nếu mà một người mà thấy ví dụ như khó định đi chẳng hạn, đi lúc định được lúc không, thì là do mình vẫn còn trong người còn nhiều ý đúng không chú? Muốn định được là phải không à? Đúng, nó không thông. Cái kinh mạch của mình nó không thông, nó không có định. À, bây giờ thí dụ như cái cơ thể của mình đây nó có những kinh mạch, tất cả những kinh mạch điển nó chạy rồi nó trụ trên đỉnh đầu của mình, trời xanh mình. Cũng như cái đỉnh đầu mình, cũng như cái rễ chánh, như cái rễ cây chánh vậy đó. Rồi mấy cái rễ nhỏ xung quanh đó, nó chạy về cái rễ chánh hết trơn à. À, mà thì nếu mà từ mấy cái rễ nhỏ vậy đó mà nó thông thương hết trơn, nó trụ về rễ chánh là định. Lúc mà nó rút hết những cái energy, cái năng lượng, năng lực của mà từ rễ chánh, rễ nhỏ nó tới rễ, nó trụ ở đây, nó định ở đây đó. Rồi những cái thức là nó trụ ở đây, thì khi mà cái thức nó trụ ngay cái rễ chánh rồi đó, thì mình không có còn biết cái rễ phụ nữa. Mình chỉ biết mình trụ một chỗ thôi, rất là gọi là định. Định là cái tâm, cái ý của mình nó ngồi ngay một chỗ thôi, nó không phân tán, cái là định. Mà cái định đó là sự thật, là nó thực hành nó như vậy, chứ không phải mình nói tôi tỉnh định, không phải đâu. Định là trụ một cái, là ý nó trụ ở đây, không còn cái còn mình không có còn cảm giác tay chân nữa. Tại vì những cái thức của mình nó rút lên đây hết rồi. Nên mình lúc mà nó trụ, nó định ở đây thì cái thức mình ở đây mình biết hết nè, cái thức mình nó thức mà biết, nó biết hết rồi. Nhưng mà nó không có cảm giác cái xác. Thì lúc đấy mình có phải chú thấy cái xác nó biến mất đúng không chú? Chú có nó thấy mất mình biến mất khỏi cái không mình, gian không? Mình không còn cảm thấy cái xác nữa. Thì đúng, cái đấy là định đúng không nhỉ? Nếu không còn cảm thấy tự nhiên nữa. Thấy cái xác nó biến mất đó, chứ còn nếu mình không nhìn thấy đúng rồi. Mình không biết cái xác nữa, tại vì cái thức của mình nó không có nghe cái xác. Nhưng mà cái thức của mình nó thức, nó biết, nhưng mà nó không có cảm giác cái xác. Nó biết thôi. Cho nên khi mà khi mà nó định ở đây là cái thức của mình nó rời khỏi cái xác này á, thì nó đi chỗ này chỗ kia, nó đi trong cái thế giới tâm linh. Thì nó đi mình biết à, biết cái này, biết cái nọ, biết cái này mà. Mình không còn thấy cái xác nữa. Mình chỉ biết thôi. Cái biết mình nó trôi trong cái thế giới tâm linh điển giới. Mà thí dụ nó trôi như vậy đó, mà cái sức thức biết của mình nó niệm Phật hay gì đó, nó muốn đi đâu hay nó tới đâu, tự nhiên cái biết đó nó đi tới chỗ đó trong điển giới. Cho nên người ta nói trời cảnh tiên cảnh này cái đó là điển giới chứ không phải vật chất. Nhưng mà cái định là mình không quyết định được đúng không chú? Mình cứ tu vậy thôi, khi lúc nó định được là tùy nó, chứ tự nhiên nó xảy ra, chứ mình không quyết định được đúng không? Đâu có, mình tu một thời gian sau á, mình muốn định là nó định nè. Cái tâm của mình đó là mình phải thông hết kinh mạch. Thế là mình muốn định là sao? Mình muốn, tôi muốn định là nó định. Tôi muốn định là nó định. Cái ý của mình đó. Chứ không phải hên xui. Nhưng mà bây giờ mình chưa có điều khiển được thì mình cứ gì tu ráng niệm Phật tu nữa, mà mình quyết thông rồi đó, mình nói tôi định, cái là nó định cái mất mình, định mất mình liền. Đó, ví dụ như ngồi đây định mất mình. Khi mà mình mất mình ở đây thì mình đi vô trong cái cõi bên kia. Cõi bên kia thì nó nhiều chuyện lắm, nó đủ thứ để, nhưng mà nó có nhiều cõi, nhưng mà mình đi tới cái chỗ mà hư không đại định thì nó định, nó mất luôn, mình hòa tan vô mất luôn. Ở đó nên có nhiều. Nhưng mà khi mà nói các cõi, ví dụ người này người kia, nói xuất hồn thế này thế kia, nhưng mà có những cái gì, những cái tên tuổi rồi các thứ, nó nghe rất là, nó tùy vào, nó rất là mang tính địa hình ấy, như là đây là mình người sinh ra ở cái miền này, nói cái chuyện này, người sinh ra ở châu Âu thì thấy thánh Michael, rồi thánh này thánh kia, thì rõ ràng là thấy nó không, nó giống như nó tùy vào cái nghiệp của cái người đấy, chứ không thấy là nó giống như là nó là một cái gì chung ấy chú, thì là liệu cái đó là thật không hay là một thế giới tự tạo á. Cái đó là
nó còn giới hạn. Cứ nhiều người nói tôi đi tới cái cõi gì đó, cái gì đó, rồi mấy tên Trung Quốc gì đó, mấy rồi mấy tên mặc giống Trung Quốc vậy đó. Chú quá không có quan trọng, không có cần, không có cần, không có gì hết trơn đó, nhưng mà người ta nói vậy thôi. Mình không, tự nhiên mình đây tu đây, người Trung Quốc thì nói cái chỗ gì đó, Alaba, Alabi gì đó, bên tây thì nói kiểu khác, không hiểu nào trúng hết trơn. Đâu có tên tuổi gì đâu. Thì cái đấy là có phải do cái thức nó tự tạo ra của chú nó. Rồi, cái thức tạo ra. Ví dụ như người lên, mình còn thấy, ví dụ lên thấy mặc cái áo này, cái kiểu này kiểu nọ, nó còn cái thức mình nó diễn tả là như vậy. Nhưng mà nó cũng là một cái giới, nhưng mà nó cũng không phải đúng. Nhưng rốt cuộc lại đó là chỉ toàn ánh sáng lấp lánh thôi. Chú, khi mà chú nói là khi mà chú nói là định, là khi mà nó thông hết tất cả kinh mạch ấy, thì là ý mình nói rằng là tất cả các đường kinh mạch ở bên dưới cơ thể nó thông, thì cái lúc đó cái đỉnh đầu của mình ấy nó phải mở rộng ra hay là như thế nào chú? Tức là cái điều kiện để mà định được ấy, thì thông kinh mạch là thông cái gì, là thông tất cả luôn ạ, rất là nhiều kinh mạch. Kinh gì? Kinh điển chứ không phải là mạch máu. Mạch máu chứ không phải mạch máu. Bây giờ thí dụ như người ta chăm cứu ta đâu có thấy gì đâu, người ta chăm nó đúng lúc mình hết bệnh, nó có cái mạch, nó có cái luồng điển nó chạy, nó cái hệ thống chạy khắp trong thân của mình về điển quang, điển giới. Cho nên tu ở đây mình biết được, mình cảm nhận điển giới, mình bệnh cái gì mình bấm cái huyệt cái nó hết bệnh rồi. Bấm cái huyệt, ví dụ nó nghẹt ngay chỗ này, ví dụ mình nhức đầu hay những chặn cái gì nó hết à. Ví dụ như nó nghẹt cái chỗ này, nó nghẹt cái chỗ nam, mình nhức đầu mình chặn ngay đây, mình nhấn cái tay vô gì nè. Mình nhấn vô là mình đã thông cái chỗ nghẹt á. Mình nhấn vô nó thông nó hết bệnh à. Mấy cái chuyện đó rất là đơn giản. Nhưng mà mấy cái chuyện đó người ta không thấy. Nhưng mà người mình tu mình nhẹ đó, bây giờ thí dụ như giờ mà chăm cứu trên bên cơ thể mình có mấy ngàn điểm, ai biết mấy cái đó, đâu ai thấy đâu. Mấy cái ông tu, mấy ông thiền đó, ông cảm nhận được, ông biết à, ông biết nên ông mới truyền lại mình cái kinh mạch gì chăm cứu là lấy kim chăm ngay cái chỗ cái huyệt điểm, là cái điểm ngay cho đó nó nghẹt nên mình sanh ra bệnh, chăm cái đó cũng như mình nối cái mạch lại à. nó mạch đó. Ví dụ như người ta chăm cứu, người ta gắm, bây giờ ta chăm bằng điển cái đầu âm đầu dương, nó nói hai cái mạch, ví dụ như ta nói cái từ tai này nói này, chỉ nó chạy một cái thông cái trượt văng ra cái mình hết bệnh á, nó chữa bằng gì á, bằng chai điển á. Không có gì đâu, dễ lắm, sướng lắm, nên mình hạ tu này vui lắm, mình tu để mình biết mà... mình Bên Ấn Độ người ta nói có 18.000 cái kinh mạch, thì nếu mà nói thế là mình phải thông hết cả mười mấy nghìn cái như vậy hả? Thế sao, nhưng mà bây giờ mình đâu có, mình không có đã thông từng cái được, tại nhiều quá. Nhưng mà cái pháp của mình hành, nó thở pháp luân chuyển minh, pháp luân thường chuyển này, đây mình ngồi mình thiền, mình niệm Phật, mình soi hồn để gì, là nó thông một lượt. Cho nên tại vậy mấy người mới tập đó để vô gì mỗi tay nhất mình nhất mấy, mình đâu có làm gì đâu, mình để gì cái nó đau nhất đủ chỗ này là tại nó không thông. Nhưng mà mình ngồi mình làm trì trí ngồi nó thông, gồng mình làm riết nó phục thông, nó hết đau rồi. Đau chân, đau nhức lưng, được, có nhiều người bị bệnh đau lưng á, ngồi hay đau lưng ở phía dưới, không phải bắp thịt gì gân vậy đó, cái nó trượt nó tụ. Mấy người mà ví dụ bệnh vậy là nó thiệt á, cái người mấy người có điểm là dỗ một cái tịch hết đau, dỗ ngay cái chỗ đau á, dỗ chỗ đau á, trượt nó văng ra cái mình hết đau à, chứ đâu có phải nó đau vậy đó. Cho nên mình tu đây mình thông nhẹ, mình có điển mạnh giúp người ta với ợt. Nhưng mà mình giúp cái người đó hết bệnh, nhưng mà người đó phải tự chữa, chứ không là họ cái kinh mạch của họ không thông á, cái trưởng nó tụ trở lại, cũng dẫn bệnh tiếp.
Nhưng còn bây giờ mình tu ở đây đó, mình bị nghẹt, mình giải hết nghẹt, bệnh hết bệnh, bị nghẹt giải hết bệnh, mình làm chủ, mình làm, mình tự chữa được. Cho nên tu, nên tu đây là tự cứu là vậy. Hay lắm. Chú nói vậy, thêm một câu hỏi nữa. Thì chú nói là về thông kinh mà, thế nếu mà như thế thì điều kiện còn về cái đỉnh đầu thì mình liệu có phải mở rất là rộng ra không? Chú ví dụ mình chỉ mở một vài cm một nhỏ thôi thì liệu mà để định được mình cần phải rất là mở rộng không? Mình cứ việc tu đi là nó mở tự nhiên. Mình ví dụ mình niệm Phật nó mở, chứ khoa mình muốn mở thì mình đâu biết gì đâu mở không mở. Mình niệm Phật nó buông bỏ. Cái quan trọng đó, muốn mở tâm á, đừng có thắt cái tâm lại. Cái mà thắt tâm bằng cách nào? Như là mê chấp, phải cái này, phải cái nọ, phải theo cái kiểu này, theo kiểu kia đó. Mình mê chấp đó, cái tâm mình nó giữ lại. Quan trọng, cái gì cũng quan trọng, coi quan trọng. Không có cái gì quan trọng hết trơn á, nhưng mà mình coi quan trọng. Mình coi quan trọng, tất nhiên là mình bó lại. Nó không mở. Mình thắt lại, dạ. Mình open. Mình mở ra, tâm dễ giải, người ta kêu mình tâm dễ giải là vậy đó, dễ giải là giải dễ, hiểu không? Cái người nói này, cái chị này dễ giải quá, dễ giải làm sao? Cái là mà không có thắc mắc, nó giải dễ, cái người mà dễ giải là giải dễ, còn rắc rối khó khăn là như bó buộc. Còn hỏi chú á chú. Khi mà tối mình ngồi thiền, sau khi ngồi thiền mình không có ngủ, mình nên tiếp tục hành thêm mấy cái pháp, hay là mình ngồi đó mình niệm Phật cái nào nó tốt chút? Bây giờ nếu mà khó ngủ hay mình tỉnh queo đó, nằm xuống thở chữ minh hay thở pháp luân thường chuyển thêm thì nó giải bớt trượt ra, mình ngủ dễ. Với mình cái tâm mình nó nhẹ, nó ở trong cái trạng thái mê mê tỉnh tỉnh thì lúc đó nó dễ chịu lắm. Còn mình tỉnh queo khó chịu lắm. Thì hành pháp đi, đâu có sao. Thì với con, khi con ngủ con nằm mơ con thấy đó chú, giống như khi mình chạy xe hay mình chạy xe về nhà đó, hay có một cái người, giống như có một người đó mà không có rõ ràng, người ta ngồi người ta ôm mình cứ ngắt, hoặc là nó ở trên ta đè mình, lúc nào cũng đè mình, không biết cái đó là sao. Cái đó là cái trượt thôi. Mình gãi, mình dịch ra mình thấy như vậy, cái trượt của mình đó, nó bám vô mình đó, không có sao. Cứ việc hành đi. Bây giờ mình không tu có nhiều người bị nhiều lắm, cái bị trượt nó bám theo mình đó. Nó tạo ra mình cái tư tưởng này, tư tưởng kia, tư tưởng bám víu, thất tình lục dục, đồ nãy kia nọ đó, là mấy cái trượt nó bám vô tâm của mình. Mình tu đừng cái tình cảm, chúng ta thấy tu mà có tình cảm, cái tình cảm mình dùng cái danh từ thường đó là tình cảm đó. Cái đó là thất tình lục dục đó, là cái đó cái trượt, chứ không có gì hay. Mình không có thanh nhẹ, thương ghét đồ này kia nọ. Ghét cũng khổ mà thương cũng khổ, không có thanh nhẹ. Mình tưởng cái đó là tốt chứ không có gì tốt hết rồi. Cứ việc tu đi nữa nó hết nè. Thì con làm việc ở trong bệnh viện đó chú á, thì giống như một năm này, khi con xin nghỉ một hai tháng về tháng đi hành pháp thì thấy cũng có thanh nhẹ, nhưng mà vô làm lại thì thấy nó cũng bình thường, cũng nặng nề cũng vậy. Đúng rồi. Bây giờ cái bệnh ở trong nhà thương, bệnh là trượt. Mấy bệnh nhân đó là mấy người đó có trượt nên họ bệnh. Còn cái người mà không có thanh nhẹ, không có bệnh, nhưng mà mình làm ở trong cái môi trường trượt thì mình dính trượt thì mình bệnh, mình khó tu. Tu lắm. Bây giờ sao giờ? Cũng như bây giờ cái đóng sình, cái dũng sình, cứ mỗi ngày cứ nhảy vô, biểu không dơ sao được. Muốn không dơ thì mình đứng ở ngoài, chứ còn mỗi ngày nhảy vô thì tức bắt buộc phải dơ. Rồi mà mình dơ xong rồi về mình tắm rửa, tắm xong sạch xong ngày hôm sau nhảy xuống tiếp. Mà nhảy xuống mà gặp cái sình nó bám gì, bám nó chen, nó chung vô lỗ mũi, chung vô lỗ tai này kia nọ, rồi mình rửa không sạch rẻ rồi có ngày người mình dơ lắm. Về mặt vật chất á,
hôi, cái bệnh sình hôi thối ví dụ vậy, tắm hoài cũng không không mất mùi. Nhưng mà tại vì mình chọn cái chuyện đó thì mình phải chịu, chứ giờ sao vậy, khó lắm mà. Bây giờ từ đó bây giờ mình biết như vậy rồi mà bây giờ muốn thoát ra khỏi tính sao, khó lắm mà. Phải quyết định. Dạ thì cái có một lần con nằm ngủ mơ có gặp chú, thấy chú đến nhà chơi, thì đến lúc mà chú sắp về á, rồi con mới hỏi chú tình trạng của con gì sao, thì chú nói nên sắp tới là nên nghỉ đi đâu rồi thì mấy tháng nên nghỉ làm việc á. Nó hỏi nó tình hình vậy sao, nó tại vì cái đó nó ăn sâu vô trong xương tủy gì đó. Đúng rồi, khó lắm. Cho nên hồi xưa cũng có một bạn ảnh làm về y tá đó, xin vô vô bệnh viện làm việc, thì ảnh hỏi thầy Tám có nên làm không. Thầy Tám nói làm tốt chứ đâu có sao. Là mở tâm từ bi. Tôi hòa không tiếng, tôi hòa không tiếng. Gặp tôi nói nghỉ đi. Anh nghĩ sao cũng tù khá. Anh Tám nói đúng quá. Nhưng mà gặp thầy Tám không có muốn cho mình yếu hay đuối, mình phải tự quyết định. Chứ không hỏi thầy Tám không có biểu nó nghỉ đi, không có. Thầy Tám có nói, thầy Tám nói tốt, làm đi, mở tâm từ bi. Tại vì thầy Tám không có muốn mình yếu hèn, nhưng mà mình phải sáng suốt. Tại mình muốn có tiền, mình muốn làm trong cái nghề đó, muốn có tiền nhiều thì mình vào với mình làm. Mình phải học, thấy nặng thì mình đi ra, tự mình quyết định, chứ thầy Tám không có biểu. Mấy gì có nhiều người bác sĩ tu đầy nhiều lắm. Nhiều khi nó là cái nghiệp chướng của mình sao chứ? Không có nghiệp chướng gì hết, tại mình muốn làm chứ không có nghiệp gì hết. Giờ nếu có nghiệp đi nữa mình tu mình giải ra là tất cả những cái gì của mình quyết định, chứ không có nghiệp. Nghiệp là cái mình muốn là nghiệp. Có cái ý muốn. Có người muốn làm này, người muốn làm kia, người ca, người hát, người đờn, người đánh trống, mỗi người muốn kiểu. Tu xong giải ra không có muốn gì đó. Không có gì trúng hết trơn. Trong xã hội thì mình thấy đủ nghề đó. Người làm bác sĩ, người kỹ sư, nấu cơm được. Tại sao mình không thích nấu cơm mà cái ông kia lại thích nấu cơm? Là cái ý nghiệp mình tu mình giải ra hết là không có gì nữa. Chị em muốn hỏi chú một cái câu dành cho chồng chị ấy, thì chồng chị ấy cũng không phải là cái người mà gọi như là rất là tu thiền rất là nhiều đâu, chị cũng có biết về tâm linh vậy thôi. Thì anh này thì anh ấy có một cái mối quan hệ không tốt với cả bố của mình. Bố thì đã mất rồi, nhưng mà khi mà ông bố mất ấy thì cũng gọi như là kiểu như là lúc mất thì cũng không có dễ dàng, thì bệnh tật rồi cũng có nhiều cái sự khó khăn, cái kiểu như là chịu đựng khi mà khó chịu khi mà trong cái lúc mình chết đi á. Và anh này thì anh ấy cũng, anh chồng của chị này thì không bao giờ có mối quan hệ tốt với bố cả. Và dạo gần đây thì anh ấy có một cái giấc mơ là anh ấy kiểu như cứ thấy cãi nhau với bố ở trong cái giấc mơ, và khi mà dậy thì cảm thấy rất là khó chịu ấy. Thì đối với chị Anjali này thì không hiểu sao thì cùng một cái thời điểm đó thì chị ấy cũng trong cái lúc thiền ấy, chị ấy cũng có những cái ý nghĩ kiểu như là mê mê tỉnh tỉnh, chị thấy một cái người bạn cũ của chị ấy, thì cũng một cái người bạn mà cũng có cùng một cái vấn đề giống như là anh chồng, là cũng có một mối quan hệ không tốt với cả ông bố của mình ấy. Thì chị ấy muốn hỏi chú là liệu có cái sự liên quan gì không, và có phải là do anh chồng anh ấy đang giải những cái nghiệp ấy ra không, và chú có lời khuyên gì cho anh ấy không? Tại vì cái ảnh thâu cái nặng trược của ba ảnh đó, nên ảnh khó chịu. Bây giờ ảnh phải bỏ cái tánh là cho nó bỏ đi, tha thứ, let go, bỏ đi. Chứ mình ôm giữ đó, mình nghĩ tới, mình
giận hoài nó không đi. Còn khi mà ảnh có cái nặng trược đó nhiều quá thì chị Angelie chị ở gần chị rút vô chị cũng thấy giống vậy, chị cũng cảm nhận vậy. Giờ nói phải hành pháp mày thanh lọc bỏ bỏ cái trạng thái nó đi thì nó mất, giữ đừng giữ bỏ đi không có gì quan trọng. Yeah. Is there any specific practice, Chuba, that I can tell him to do? Bây giờ kêu ảnh xông hơi, steam and súc ruột. Chứ đó, nếu ảnh làm được ảnh nhẹ. Okay. Cái đó là cái đơn giản nhất, dễ làm. Rồi khi mà xúc ruột xông hơi nhẹ, tự nhiên cái trí mình nó nhẹ thì tự nhiên lúc đó nó mới tu được, nó mới hành pháp được. Chứ còn giờ biểu anh tu anh cũng đâu có chịu. Dễ giờ tắm xông hơi tắm hơi dễ lắm, cũng như đó rồi. Người ta thấy người ta chịu làm. Cho con hỏi là giờ hả, con bị mắc kẹt giữa con với chồng con ấy, giờ hai vợ chồng con thì tu mà chồng con thì không tu. Con cũng muốn chuyển hóa cho chồng con nhưng mà nó có nhiều vấn đề khó nói quá. Nói không được đâu. Cứ lo hành pháp tu cho mình thôi, chứ đừng có mong người ta tu theo. Mình cứ việc tu đi rồi nữa thanh nhẹ rồi nó thay đổi, chứ giờ mà muốn ta tu theo không có được đâu. Dạ. Giờ con cứ thấy hả, con cứ ị ạch hoài chú, con với chị con tu 2 năm mà thấy ị ạch quá. Nên bây giờ phải phấn đấu nhiều lắm. Tại dạ. mình trong mình tu nhẹ nhưng mà trong môi trường nặng nó trì kéo mình dữ lắm. Dạ nặng lắm luôn chú, tại vì con chồng con á nó có nhiều cái này cái kia, con thấy nó nặng quá nhưng mà mình không có nói được. Không có nói được, chịu trận vậy đó, gồng mình là tu chứ không có nói năng gì đó. Dạ. Cái đó mình mới thấy là khổ là vậy đó. Muốn tu mà tu không được là khổ, nhưng mà mình muốn quyết chí là được. Dạ. Con cũng cố gắng từng ngày luôn á chứ, đấu tranh từng ngày. Đúng rồi. Đấu dạ. tu được bao lâu rồi? Dạ mình được 2 năm rồi đó chú. Ráng nữa đi. 2 năm rồi chú ơi. Chú ơi, ai cũng được cái này cái kia hết trơn mà con thấy hả, không thấy gì hết. Đâu có, đâu có kể người ta mỗi người mỗi khác. Thấy có màu sắc chút xíu chú á, giờ thấy đen thui không ạ. Kể thì bây giờ mình thấy có là tốt rồi, mình biết có. Mà bây giờ nó mất thì bây giờ mình làm lại cho nó có. Hồi mình biết có là may rồi đó. Có nhiều người không tu không biết cái gì hết trơn rồi. Mình biết có nhưng mà mình mất rồi, nhưng mà mình biết đã có rồi thì bây giờ mình làm dày công có lại. Trượt quá thì trượt luôn, chú con là hay bị trượt ở ngay sau lưng á, ngay thận thủy á là trượt dữ lắm luôn. Đúng rồi. Con mới giải bữa trước bữa sau trượt y vậy nữa chú. Kệ thì mình dễ nữa, dễ hoài tùy trí làm hoài chứ giờ sao, giờ ngừng là tiêu à. Bây giờ mình biết mà mình có giải được là may nữa. Chứ còn nếu hỏi cái nữa là hả, ví dụ như là người phụ nữ mà có bầu á chú, vậy mình có tu được không chú? Được chứ, cũng sao, mình tu bằng cái tâm của mình chứ đang nhầm gì. Dạ cũng chứng minh rồi pháp luân này kia rồi cũng bình thường thôi chú. Bình thường niệm Phật bằng cái ý cái tâm của mình thì nó hơi mệt chút xíu nhưng mà cố gắng thì được chứ sao giờ. Dạ tại vì hả con chưa có nghe ai hỏi cái vấn đề này thành ra là con hỏi chú này. Thì khó khăn lắm, mình tu một mình đã khó rồi còn mang cái cục theo nữa thì phải làm gấp đôi. Quay câu hỏi chú. Cho nên mình tu mình phải hiểu, phải tìm hiểu, rồi một mình tu không xong còn ôm 2-3 cục thì ráng chịu chứ giờ sao vậy.
Dạ con không muốn ôm á thì á hả, có được không chú? Sống được. Là con sống được. Hả, nhiều khi con sợ dạ gia đình xào xáo á chú. Xào xáo kệ nó chứ bây giờ. Một là gia đình xào xáo, hai là mình ôm cục, muốn nào muốn. Dạ. Con cũng đắn đo dữ lắm luôn. Mình đắn đo là phải suy nghĩ, cho kỹ. Phải suy nghĩ cho kỹ. Cái cuộc đời của mình không làm, không có ai làm cho mình. Rốt cuộc lại rồi mình cũng đi một mình thôi. Chú bá nói vậy. Phải suy nghĩ cho kỹ. Chú bá con nghiệp quá, giờ phải đi làm trả nợ. Bây giờ mình đã lỡ tạo thì bây giờ gỡ ra, không làm gỡ còn ôm nữa thì ráng chịu chứ có gì đâu, mình quyết định thôi, không có ai làm chủ mình được hết trơn. Dạ. Trời Phật có đây chứ không phải không có đâu, nhưng mình muốn làm trời ông Phật không có cản. Ông Phật không có cản, biết là sao không cản không? Tại sao không cản? Biết tại sao không cản không? Dạ sao chú, con không biết. Để cho mình tự khôn. Dạ. Để cho mình có bài học để mình nhìn thấy hả chú? Không học sao biết. Dạ. Cản không tin. Cản nó nói là làm đó khổ, không tin. Làm đi. Làm đi nào khổ mình mới biết. Nhưng mà người ta nói trước nhưng mà không có tin. Không có tin thì làm xong rồi khổ cực rồi học rồi gỡ ra rồi la. Dạ đúng chú. Mà rồi la la mà rồi cuộc đời mình có mấy chục năm mà la tới mấy chục năm rồi thôi, rồi kiếp sau la tiếp. La nào khôn thôi. Không có ai chỉ dẫn mình đâu. Ta nói trước, ta chia sẻ, mình không nghe thôi. Ráng tu đi, suy nghĩ tu, ráng tu. Có câu hỏi gì nữa không? Con bây giờ con muốn đi buôn bán để kiếm tiền lo cho bốn đứa con mà bây giờ nếu mà con đi làm như vậy thì cái thời gian tu học là bảo đảm là nó sẽ bị chậm trễ hoặc là nó sợ tu không nổi với chú ba. Chú bá cho con lời khuyên, con có nên là chạy tu tới đâu hay tới đó, hay là mình đi buôn bán để lo cho mấy đứa con? Thì mình không buôn bán lấy tiền đâu sống. Dạ, bởi không làm thì không có đủ khả năng lo con ăn học tới bốn đứa lận. Mà bây giờ thì nếu làm thì chạy nữa, mỗi lần con đi ra ngoài đường trượt quá trời, con về con giải quá trời giải, mà đi buôn bán là nhiều hơn nữa. Mỗi lần mình bán mình buôn mình kiếm tiền thì nói tao trả nợ đây. Nhắc vậy thì mượn nợ người ta phải trả chứ dịch chạy sao được. Mình nói vậy đó. Mình lúc đó mình nói vậy đó, mình không có trách ai, đang ráng chịu rồi không có trách ai, là như không có trốn nợ được đâu. Ăn gian đâu được. Ok. Con cứ nói chia sẻ cho mọi người là nếu mà mọi người như con ở, con có nói là nhà con là gần nghĩa địa nè, gần bệnh viện nè, rồi gần chợ, gần siêu thị, gần trường học, tất cả con cũng gần như là con bị chuột hết. Khi mà con hành thiện thì cái chuột con nó hút rất là mạnh. Nhưng mà nhờ cái chuột đó, nhưng mà cái linh đạo mình nó khai thông ra, nó mạnh hơn, nó mở rộng hơn. Nên con khuyên mọi người đừng có sợ, mình ở đó thì được thì ở đó đi, đừng có sợ. Bây giờ lúc mà con hành pháp được 4 tháng thì 3 tháng là con được mở linh đạo hết luôn. Tới 3 tháng rưỡi thì con được giữ được trạng thái cân bằng, như là trạng thái của ông Tám nói là thì con qua, như cái trạng thái cân bằng là con không có bị hút được nữa.
Con muốn đấy, nói là mọi người ở nếu như ở những cái đó đi thì đừng có đi đâu hết. Mình có đấy. Tâm thì ở bề trên sẽ độ cho mình. Con ở tên con lúc nào cũng tin ở bề trên lúc nào. Con không có con nào đi theo ý của con mà con đi ý theo của bề trên. Bề trên chắc đi đâu đi đó. Con cứ làm như vậy thôi. Ráng ngồi đó mình tùy chí thì tu được à, không sao. Đấy. Còn có việc có xuất hồn thì con cũng không mong cầu. Mình có nhiều người thì xuất hồn cũng mê lắm. Nhưng con nghĩ là con không mong cầu. Bề trên mở đứa đâu thì con đi tới đó thôi. Con không có mong cầu gì đó nữa. Con chỉ chia sẻ vậy thôi. Ok. Thu con nói chú mà đĩa nó đang rần rần đây. Chạy rần rần lên. Thấy đĩa chứ sao. Cái đỉnh đầu con bây giờ nó băng băng nó lên luôn. Nó trên công một chút. Vậy đó không mà. Con nghe cảm giác luôn á. Nó còn dành nó lên trên nữa. Con nói chú chuyện là nó đang lên trên á. Nó xoáy nhiều khi nó xoáy vào cái con không biết là nó sẽ đang xoáy. Thật sự nó đang xoáy theo chiều kia đồng hồ. Con nhận thì con chia sẻ vậy thôi. Ok. Chú cái pháp luân thường chuyển á chú. Cái lúc mà mình thở ra hết hơi á chú. Mình ra lệnh á chú là lúc mà mình ra lệnh là mình nín thở thôi chú. Đâu có mình cũng ra lệnh pháp luân thường chuyển đó hả? Mới đâu ta thấy được. Bây giờ là người mới chưa thở pháp luân thường chuyển, thở cái chiếu minh trước cho nó quen trước đã. Không có chú, con nay cũng tu nay cũng năm mấy chú nhưng mà không, con không biết làm có sai không. Thì ra lệnh đầy đúng đầy ngực tung lên vào đầu là mình hít vô. Lúc đó mình thở mình nói mình ra cái ý mình nói vậy thôi, mình cũng vẫn bình thường. Dạ. Chứ mình đâu có nín thở gì đâu. Mình thở chú, ý là mình hít vô đầy hít vô lúc mà mình thở ra hết rồi á, cái mình ra lệnh xong cái mình thở ra chú. Mình ra lệnh xong rồi mình hít vô mình phình bụng lên đó, hết mức là cái mình xẹp bụng xuống vậy đó, từ từ vậy. Chú cho con hỏi này, con á con muốn thượng kính vô di á chú. Vậy mình là có cần coi không chú? Thường không, chú không có cần coi vậy đơn á. Thầy tám chỉ mùng 1 với 15 á. Thầy thượng kính lên khoảng 12 giờ trưa đó, ngồi trước kiến đó, mình thiền niệm Phật vậy thôi. Chú thí dụ như kính vô di mà con làm trước và con để đó và tới ngày rằm mà con mở kính ra con làm lễ được không chú, hay là đợi được, tới ngày được. Đó không, không, không được 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 làm sẵn đi được không sao. Rồi tới làm ngày đó mình đã lấy không chú. Dạ. Dạ. Mình nói đây bên trên ta biết hết à, chứ không có bà không biết đâu. Lúc mà mình lại kính đó chú, mà mình quỳ mình lại chú, là mình nhắm mắt hay mình mở mắt cho chú? Nhắm mắt cho cái điển của mình nó chạy. Mà có thì ngàn con trai em hôm trước mà em có hỏi xem anh là nó soi hồn mà nó thơ chứng minh á, nó 14 tuổi à, mình đi nó cũng đỡ cũng khỏe rồi, giờ nó muốn thiền á, mà nó thiền rồi nó soi hồn thôi chứ mình cũng được 8-9 tháng rồi. Giờ nó muốn qua thiền vậy, có cho nó thiền được không anh bé? Được chứ, đâu có sao đâu. Dạ, em trước em nghĩ nó mới 14 tuổi thì mình nói không biết là nó thiền được không, cũng dám. Nhưng mà bên đây nó thơ chứng minh mà nó cũng mơ lắm. Nó mơ bây giờ nó thích nghe bên thầy cả ngày vậy, nó ngủ nó cũng nghe. Rồi nó nghe thầy nhiều lắm, bây giờ nó nói là nó muốn thiền. Em nói thôi đỡ lên hỏi nghe thư như làng sao. Được, không sao đâu. Cách đây khoảng tuần thì em thiền xong em nằm xuống thì em thấy không biết là tự nhiên em đi vô trong cái cuộc họp mà trong đó có thầy thì thầy mới kiểm tra thứ là bạn đạo đông lắm, kiểm tra thứ bạn đạo tu hành có tốt không, thì cái thầy kiểm tra từng người là có người cảnh sát, có người không có, thì kiểm tra đến lượt em mình cũng lo, sao thầy nói cũng tốt, sao cái thầy mới nói là thầy kêu thôi đỡ thầy kiểm tra thử có bệnh gì không, thì em mới nói là em có bệnh đau đầu, thì thầy mới nói là đưa đỡ
đặt cái tay lên trên đầu em á, phía trái phía sau. Thế rồi thầy biểu thầy đặt cái tay sau lưng nữa, mà lúc đó thì em đau lưng thiệt, chỉ quen thì sao tự nhiên đến bây giờ luôn em có còn đau nữa. Là các em muốn nói ủa thầy mất đâu, nhưng mà luôn luôn thầy cũng có mang thanh điển chiếu sáng cho bạn đạo, coi như là nhắc nhở bạn đạo tu hành. Tự nhiên em thấy cảm động dễ sợ luôn á. Cô lại đây con, mày lại lại chào rồi. Hôm trước là nó thiền ngồi ngon, nó thở một thời gian nó bị nấm miệng á, em nói nó bị lớn miệng phải đi bác sĩ á. Em hỏi thêm anh thì anh kêu là cứ cho nó thở đi, nó ra hết cái trượt à, nó bớt thì đúng là bây giờ là nó hết luôn á, nó khỏe đâu. Cái là bình thường á, thiền lắm. Bữa giờ nó có nói luôn, em nói thôi đỡ lên hỏi bé thử ràng sao đã rồi hãy thiền. Tên gì? Tên đen. Gì? Đăng Nhiên hả? Đăng á. Dạ Nhiên Đăng á. Sao thở thở thiền đăng thở thiền thấy tốt không? Dạ tốt, quá. Dạ tốt rồi. Tốt là sao? Mỗi lần con vô con nem con giờ mỗi lần con vô con ngồi con soi á thì thấy nó nhẹ mà kiểu lúc nào mình vô mình đã ngồi soi kiểu nó moi nó muốn thè, nhưng mà mình ngồi chậm lại nó thấy mình nhẹ tự nhiên mình ngồi được lâu. Tốt lắm á. Nữa ảnh hành pháp là tốt. Okay. Nhỏ tuổi mà thích hành pháp vậy là tốt rồi. Dạ, đã mới 14 tuổi anh bé. Con chị đó cũng thiền, nói chung nhà em là giờ coi như vợ chồng con cái là thiền hết. Nó mơ lắm. Nó nghe bên thầy giảng, nó nghe nhiều lắm anh bé, nó nghe coi như là hết chương này qua chương kia. Nói chung là nó nghe suốt vậy, nó rất là mơ. Ok. Nghĩa là bắt đầu cho nó thiền là bạn đi không được anh bé. Được chứ đâu sao đâu. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Ok. Bữa con vì chứng ngồm đấy ngay vàng tới khi đó con ngủ con gặp con với băng bé ở phía vĩ trần. Đúng. Tôi đang dở ràng luôn đấy rõ này. Vậy tu nhẹ được vậy là tốt quá rồi. Giờ cũng nổi bằng cái như này chứ gì. Vui dễ rồi. Vui quá hả? Dạ. Mới okay. Mới ra 5 giờ sáng. Ok, vậy tốt. Vì chứng ngồn đến lấy Phật giờ sáng ngồi bước gần bên bên. Ok. Ok, vậy tốt quá. Dạ, chú bác sao con soi hồn á, cái con bị nghẹt ngạt lỗ mũi. Cái này con đứng là lạy Phật, đứng là ngồi xuống cũng nghẹt ngạt lỗ mũi. Soi một soi hồn hồi cái nó hết thông mà, nó thông mà. Nó thông cái mũi, đáng lẽ soi hồn nó mới hết nghẹt mũi chứ. Có xúc ruột không? Hả? Dạ có chú bác, xúc ruột á, con thấy con xúc ruột bằng nước ấm ấm nhẹ nhẹ, con thấy nó ra nhiều. Ra nhiều. Dạ. Xúc ruột nó hết bị nghẹt mũi rồi. Bằng nước ấm được phải không chú bác? Được tốt chứ. Mắm nước ấm ấm á. Mắm nhẹ nhẹ nó ra nhiều lắm, ra nhanh lắm chú bác. Ok, thì tốt quá. Ngồi im ru rồi. Gắng mà học, gắng mà tu để cho nó kịp anh má. Nhờ anh. Nhờ trên.
mà chưa cảm nhận được điển quang nhiều á anh ba. Không có, thở chứng minh thấy sao? Thở chứng minh sao em lại ít thở chứng minh, thở chứng minh là các em ngủ mất tiêu rồi. Dạ. Ừ, thở tiếp á, thở tiếp cho nó xong. Là lâu rồi mới thở ra. Dạ, một hơi với em dài lắm. Thở chứng minh đó, nằm thở đó. Dạ, nằm thở. Vậy tốt, thở hơi dài là tốt. Mà nó cái ngủ mất tiêu anh ơi. Ừ, kệ nó, ngủ mình thức dậy mình thở tiếp. Thấy sao nào thở chứng minh dễ ngủ quá, em thường thở pháp luân chuyển, em ngồi em thở rồi sôi hồn. Em thở pháp luân chuyển thì cái niệm Phật là em làm vài cái đó nhiều hơn. Ok, nằm thở ráng phải tập biết nữa nó được rồi không sao. Dạ. Có một lúc em nằm sau em công phu xong ngồi vậy em nằm ngủ em thấy tự nhiên như cái vía nó nhảy ra hay là có người thứ hai mà hai người. Cái em nói ủa sao nó nhảy tùm lum, cái người kia nhảy tùm lum. Cái nó ngồi im ru lại, cái nó vậy là bây giờ nó ổn định rồi. Mà không biết cái gì. em thấy nhưng mà cũng không biết. Cái hết tắt không thấy nữa. Cái đó vì á nó xuất quý á là vậy là thở vậy là có kết quả rồi tốt. Con hành pháp thì cũng được gần 2 năm rồi ạ. Và cái con muốn hỏi chú một chút ạ. Tại vì khi mà con bật niệm ấy thì con thấy trụ luôn trên đỉnh đầu, khi nào con kiểu có ý là mình khởi bật niệm cái là con đã thấy trụ rồi, nhưng mà con cái hành pháp luân thuần chuyển thì con vẫn cảm thấy là mình chưa được ấy. Cái thời gian con thở nó rất là ngắn. Nó tầm được 5 phút, không được 6 phút. Thì con không biết là cái hành của mình nó không biết là đã đạt được chút gì chưa ạ. Nhưng mà khi con mỗi lần con khởi niệm, có nghĩa là mặc niệm Phật ấy, thì con đã thấy trụ đấy. Mà trừ khi thấy nó chạy trên đỉnh đầu nhiều lắm. Nhưng mà con hỏi chúng là không biết là con trong quá trình hành pháp đã đạt được chút gì chưa. Niệm Phật vậy mà nó chuyển chạy như vậy là tốt quá rồi. Tập thở bụng cho nó nhẹ, ở dưới bụng nó nặng, ở dưới bụng nó nặng. Vâng. Có một thời gian thì con cũng thở chứng minh được mấy tháng. Thì hết cái thời gian thở chứng minh, bắt đầu cái thời gian con niệm Phật thì có nghĩa là hai cái song song ấy. Thì thấy con đợt thì là con lại thấy là kiểu khi mình có mà kiểu khởi mật niệm cái là con lại thấy trụ. Còn nhiều khi nó chạy, có lúc con thấy nó chạy ở đằng sau lưng ấy, nó cứ có nghĩa là phát ra, có lúc con nghe thấy quả phát ra tiếng động luôn ấy. Như là một cái gì dọc dọc mà đằng sau lưng nó chạy. Nó dễ trượt ở ngay cái sau lưng á, cái quyệt hiệp tích ở phía sau á. Ráng tập thở chứng minh á. Dạ vâng. Thở chứng minh cho nó nhẹ á. Vâng, con cũng cố nhưng mà đã, phải cố. Phải tập thở mỗi ngày. Phải tập thở. Vâng, con cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Ba cho con hỏi nha. Con hành pháp cũng đây là 7 8 tháng rồi, nhưng mà con thở chứ thở cái tinh thần chuyển hình như cái hơi nó cục. Nó không thông đều. Rồi cho con hỏi là con là hành mấy tháng rồi mà con thở pháp tương thần chuyển với chứng minh đó. Cứ ngày nào cũng thở thì được, là trừ cái từ 3 giờ tới 9 giờ tối đó là con vẫn thở bình thường hay sao chứ bác? Thở chứng minh hay là pháp tương thần chuyển thở lúc nào cũng được trơn. Không có sao trơn, lúc nào thở cũng được trơn. Có rảnh thì thở. Trừ cái giờ thiền là từ 3 giờ đến 9 giờ là giờ thiền không được không chú? Giờ đó không thiền thôi chứ còn thở được. Dạ. Con hỏi chú bá vậy, con hành mấy tháng không chưa có gành gì mấy. Con hỏi chú bá. Dạ. Ok. Có thấy con tu có tiến triển không chú bá? Có. Sáng mặt tươi sáng tốt. Dạ.
Dạ, con hỏi thì chú bác thôi. Ok. Ok. Dạ. Cái ngày nay con bị sốt ha. Ừ. Dạ, cho nên mới ngồi thiền cái ngực nó mát rồi nó mới bớt ý là uống thuốc đó, bớt sốt. Chứ mấy hôm giờ này con ngồi là con sức đi á. Bữa nay mệt quá. Quá trời. Rồi sức đi cũng dễ dàng lắm hả? Dạ, bây giờ con định là con sức à. Ừ. Dạ. Sức sao? Kể cho bà con nghe. Sức đi đâu? Dạ, thì con đi nhiều lúc con thấy cảnh, rồi nhiều lúc mình cũng hòa vô, mà cái trạng thái mà con hay hòa vô không có cảnh gì hết á, cứ hòa vô màu xám rồi màu trắng, con hay với nợ màu đen, con hay hòa vô mấy cái đó. Dạ. Rồi con nhiều lúc cũng thấy cảnh này kia, nói chung là con đi con chỉ quan sát tự nhiên thôi. Dạ. Bay nhẹ nhàng hả? Dạ nhẹ, đi nhẹ nhàng lắm. Dạ. Rồi, tốt quá. Dạ. Có ai muốn thắc mắc hỏi chị không? Hỏi chị kể cho nghe. Có hôm con cũng nói chung cũng hòa. Nhiều khi khó hôm của trước ra tự nhiên con đi vô luồng đen thui lùi gì á, nhưng mà rất là mạnh luôn. Nhà điên lắm, mà trong cái điên đó năng lượng con nó ra năng lượng mạnh lắm, đi vô màu điên nó năng lượng mạnh lắm. Nhà thì có nói chung là con cũng hồi vô thượng đế nè, con cũng hồi vô hư không đại định nè, nó cho thử hết rồi chú. Vô hư không đại định thấy sao? Vô hư không đại định lúc đó con chỉ thấy mình đi vô, lúc đó con chỉ thấy là cái năng lượng đó nó giống như cái galaxy vậy á. Tự nhiên con vô đó con thấy mình trống rỗng, mà nó quay con giống như cái galaxy vậy á. Nó không có hình tướng gì chú, mà con thấy cái kiểu mà giống như nó giống như một cái dòng điện, giống như cái năng lượng mình nó chung khó tẻ chú ơi. Dạ. Xong rồi cái lúc đó con suy nghĩ á, cái nó nói mày vô hư không đại định rồi là mày không có được nghĩ gì hết á. Mày phải mày không có nghĩ gì hết, mày phải thanh thật thanh tịnh. Dạ. Chứ còn hòa tan với thượng đế thấy sao? Dạ, hòa tan với thượng đế thì con không có lúc mà con nghĩ đến thượng đế luôn đấy, con muốn hòa vào thượng đế, lúc cái bắt đầu điểm con nó nhập ngay lập tức đi vô ngài liền này, nhưng mà không có thấy hình tướng, nhưng mà nghe tiếng hát của ngài. Ngài dùng cái bài hát ngài dạy cho con. Dạ, nhưng mà con chỉ ngài hát một bài hát dài lắm, nhưng mà con nhớ hai cái câu cuối là gì? Vì ta chỉ cho các con xuống cái gì ta chỉ ta chỉ cho con xuống để cái kiểu mà ta chỉ nhồi các con cho các con sáng suốt ra. Câu thứ hai là con chỉ tránh tu để trở về vị trí ban đầu của con. Con chỉ nhớ hai câu đó làm con rõ nhất á. Dạ. Hay quá. Ở trong con đi cũng nhiều, nhưng mà mình đi mình quan sát mình học thôi, mình cứ ngày nào cứ làm mình thanh nhẹ là đúng mà, rồi nó muốn đi gì nó đi, con không có quan tâm. Đúng rồi, kệ nó. Dạ, để nó tự nhiên. Dạ. Ok, good. Thấy chú bá thấy tên gì chú bá quên rồi. Tên Thảo chú. Thảo. Dạ. Chú bá thấy Thảo mặt đổi sáng. Em con cũng tu tốt lắm chú. Anh đã giờ anh siêu gớm. Ok. Dạ. Anh không có lên đây hả? Đi làm á. Dạ. Ok, còn chồng sao? Đèn nhiều sao? Dạ, tính cờ tướng là vậy chú. Ông thích đánh cờ tướng nè. Đánh cờ tướng lắm, bơi 24/24 luôn, ngồi cờ tướng hay lắm, mà biểu ngồi thiền không ngồi.
con cũng mặc kệ à, con là con thôi. Ờ đúng rồi. Dạ. Sao? Em cho con hỏi con tu có công tiếng mà con thấy sao hai năm mấy con thấy cũng vậy, con cũng ham tu lắm, muốn tu mà con không biết gì trơn chứ ơi. Tu mà có hành, có hành pháp điều không? Dạ điều, con không biết gì trơn chứ ba. Hành hành pháp mỗi ngày đều đều hả? Dạ bằng ngày đi làm bằng đêm không hả chú ơi? Ngày làm bằng đêm hành pháp hả? Dạ. Trời, cứ hành, ráng hành mỗi ngày đều đều vậy đi, ráng đi. Đi làm nghề gì? Đi nấu cơm. Đi nấu cơm hả? Dạ. Nấu cơm trong tiệm hả? Dạ, nó là mướn cho người ta. Đi làm mướn rồi chiều về hả? Dạ. Hay là tiệm? Dạ, đi làm mướn rồi chiều về. Ok. Về xong hơi rồi thiền nó nhẹ. Đi nấu cơm á. Con thấy con bay lên, con dòm xuống cái con hồi lại à. Kẻ cái gì nữa chứ ba? Không có, để mình thắc mắc cái nó hồi lại tâm chưa tịnh. Dạ. Tu vậy có kết quả rồi chứ làm gì không có kết quả. Tu vậy là tốt mà có kết quả. Dạ. Ok, cứ tiếp tục nữa. Dạ. Tiếp tục ráng cố gắng nhiều mới được. Dạ. Con cảm ơn chú bá. Ok, hello Ly Nguyễn. Dạ, con thầy nay nó trời cũng nhiều nên thầy trực liên tục á chứ. Dạ. Mình là con thợ 8 tháng nay con thợ pháp luôn thường chuyển nó sai đúng sửa, sai sửa, bây giờ người sai sửa biết. Có lúc thì nó nhẹ thì nó được, có lúc thì nó không được. Lúc nhưng mà là thầy gia trực á chứ. Có giải ra không? Thở giải ra thấy rõ ràng không? Dạ thì con thấy nhiều lúc mà thở pháp luân thường chuyển mà tốt á thì mình ngồi thiền là tốt. Nhưng mà nhiều lúc thở pháp luân thường chuyển không được mình ngồi thiền là căng thẳng. Tình quá chứ. Ok. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn. Tại con còn đỡ không chứ? Đó. Cái mấy cái người bạn đó hồi xưa đông lắm mà giờ đi đâu hết rồi hả? Không tu. Không tu hả? Còn mình con. Không tu làm gì? Thì còn thích nghiên cứu thôi chứ. Nhưng mà họ nghiên cứu nhiều hơn là thực hành. Phải thực hành mới biết chứ nghiên cứu đâu biết được. Dạ. Ok. Giảng thế ngoài là giữa lúc mình ngồi thiền xong mình chuyển sang ngồi ngủ dựa thì có giả thiền không hay là cứ ngồi chuyển ngay cũng giả thiền cũng được. Giả thiền chứ nó máu chạy điều hòa rồi ngủ. Em hỏi trước nhà em thượng kiếm này vô vi đây, giờ em chuyển chỗ khác thì hình thức nào hả? Thì mình đem đi, đem đi. Thầy Tám chỉ là mình lấy cái dải đỏ mình bao lại rồi đem đi ra. Tức là em chuyển từ tầng 1 đến tầng 2 đấy. Trong nhà. Được đem đi không sao, cứ đem lên bình thường. Chứ là hướng thì cứ quay ra hướng cửa sổ cửa là được. Để cho nào sáng sủa. Vâng. Ok. Văn em... Thọ hả? À, hỏi nữa đi. Hỏi thêm cái lúc mà ngồi niệm Phật ấy, của em là giờ nó rút nhưng mà
em cứ thả lỏng đấy, khi niệm Phật thả lỏng thì nó cứ rú từ sâu, nó cứ đổ sâu, nó đổ sâu, cứ thả lỏng là đổ sâu mà khó đứng, cứ niệm Phật trụ nó cứ thả sâu. Cái đó mình sửa lại, nó rút lần sau mình kéo lại cho nữa, nó rút thẳng lên đỉnh đầu, nó không có nghiêng nữa nữa. Thả lắm. À, không sao, không có sao. Chú hỏi con hả? À. Con hỏi chú là tại đĩa trong người con nó nhiều quá. Cái mỗi lần mà con nó đang đặn gì nó đang xoay mà con như con thở pháp luân thường chuyển á. Cái cái luồng điện nó đẩy lên thì có hơi thở nó bị quệt sao nó không có lên được chút. Giống như hay là nó từ đó nó rút lên luôn rồi chút. Cái thở pháp luân thường chuyển đó hả? Dạ đúng rồi, con như con thở nè, thì cái điển con lúc nào cũng lên, cũng đẩy lên á, thì nó lên khi con thở thì nó đụng cái luồng điển nó bị lên á, cảm giác nó bị lên. Keo keo dính hả? Dạ đúng rồi, nếu keo keo dính dính á. Thở nữa thì cho nó ra cái điển keo keo đó là nó làm phải có tâm. Như là cái nó như luồng điển con đang chạy đi đang bạn bình thường nó vẫn chạy, nhưng mà con khi con thở từ bụng lên nó sẽ có một cái gì nó như dưới mà chỗ đó là nó không có lên, nó keo keo lên á. Đó thì đó, nó keo, nó có thông á, nó nghẹt á. Mình thường thôi, vậy, bây giờ thở tôi có keo không? Còn cũng còn ít chút. Bây giờ nó còn ít, cái nó mới keo trên đầu này, trên đầu này. Đầu thì nhìn không có nó như cái nó không rút lên ở cái trụ trên đầu nữa mà trên anh dành nó ra trên đỉnh đầu. Đang keo lên trên đỉnh đầu là chút. Nên nó rút nó có cái lực nha. Dạ giống có lực nó lực hút á. Dành nó nặng cái không ở đỡ đỉnh đầu nó mới trên đỉnh đầu nè. Vậy được rồi, tốt rồi. Dạ, vậy thôi con hỏi thôi. Ok, vậy tốt rồi đó, thông rồi đó. Dạ. Thở nữa đi, cho nó nhẹ. Dạ. Lúc thì được nhiều lắm anh. Giờ giải thì cũng biết được, có khi lúc mình không hành pháp mà nó cũng tự động nó ra, có gì. Vậy cố hay rồi. Tốt quá. Cố gắng anh ba. Cố gắng ngày nào cũng ra làm cho. Tới anh Hùng khỏe mạnh á. Bây giờ chồng giờ rồi chỉ có hành pháp chứ không có làm cái gì hết anh ba. Ok. Dạ. Dạ em chào anh ba. Dạ em muốn hỏi thêm anh ba là khi mà mình soi hồn đó, mình tập trung ngay trung tâm chân mày, là ngó mình ngó ngay trung tâm chân mày hay là từ chân mày ngó phóng ra ngoài? Ngó ngay trung tâm chân mày mình ngó thẳng ra. Ngó thẳng ra từ trung tâm chân mày mình ngó thẳng vô. Mình cũng như mình nhìn thẳng ra vậy đó. Nhìn ra ngoài chứ không phải tập trung ngay chân đầu chân mày không hả? Nhìn ngay trung tâm chân mày mình nhìn thẳng ra. Mình nhìn cũng như mình nhìn cái đường đi từ trung tâm chân mày nhìn thẳng ra vậy đó. Nhắm thì nhắm, nhìn nhắm lại nhìn thì nhìn thử đi. Em cũng làm lâu rồi sao thấy chỉ là màn đen thôi. Cái đó cứ nhìn cái màn đen đó được rồi. Anh bá lúc mà 11 giờ đêm đó là khi mình nghe thầy giảng rồi đó, mình vẫn là làm pháp luân thường chuyển bình thường hả? Đó, cứ soi hồn pháp luân thường chuyển thiền cứ bình thường. Nhưng mà đang lúc nghe thầy giảng mình vẫn làm luôn. Đâu có sao đâu. Vừa hành pháp vừa nghe đâu có sao đâu. Đến nay em được hiểu nhiều hơn chứ em biết làm sao.
em sợ không có tập trung đó. Nghe thầy không, cũng... không mình cứ nghe rồi cứ hành pháp đi nữa tập trung, cái tự nhiên mình hết nghe, mình không có nghe gì trên, mình tập trung á, mình không có còn nghe gì trên. Nhưng mà cứ để băng giảng thầy lên nhẹ, mình ngồi thiền nó dễ hơn. Nhưng mà cũng nghe được, cũng nghe được điển chứ. Lúc nãy cái chị gì mà nhắc tới đường đế là con cảm nhận được điển mà. Đúng. Đúng. Nghe. Với lại như con thấy thì như tới hành pháp bây giờ thì con thấy là những cái lời mà chú Ba nói á, thì như mình chưa có trải nghiệm qua thì giống như một cái khái niệm để mình biết thôi. Còn khi mình trải nghiệm ra một lúc đó mình mới hiểu sâu sắc được. Như cái hôm bữa là con đang nằm thở chứ mình rất là nhẹ, sáng chủ nhật cũng thảnh thơi nên rất là nhẹ chút, nhẹ mà sâu vậy đó. Thì chút xíu đó, thì cái ông chồng con ổng đi lên, ổng mới kể cái chuyện là có một cái người quen mới mất rồi đi đám. Thì con cũng nói thì anh hỏi đi rồi đi. Thì anh chồng con mới điện gọi hỏi thăm địa chỉ, xong nói mấy câu rồi cái đi xuống. Thì con thở tiếp, không thở nổi chút. Cái nhẹ mới giữ mạnh luôn, không nổi nữa. Dạ, lúc đó thì con mới nhớ lại cái lời chú Bá nói là đúng là nó hút kinh khủng vậy. Mà bản thân con cũng muốn, con cũng yếu mà nó còn hút cỡ vậy, thì con nghĩ chú Bá kinh khủng lắm luôn. Cho nên ông kia cũng nói chuyện chứ còn đoàn đâu có nói đâu. Là nói chuyện qua lại thôi mà nói có chút xíu, chú chừng mấy phút mà chú là đi xuống rồi là con thở không nổi luôn. cho thấy là cái điển nó ảnh hưởng kinh khủng lắm. Nhiều khi mình không có làm gì trơn trọi mà nó cũng ảnh hưởng cái người xung quanh làm mà mình cũng ảnh hưởng. Cái đó cho học kinh nghiệm có thật vậy. Đánh nhau rồi. Dạ, nếu mà những cái là mà không nghĩ ra nổi luôn á chứ, con nghĩ là nó lẹ tới mức độ vậy luôn, trong tích tắc mấy phút như vậy thôi mà con thở không nổi rồi. Cho nên nếu mà không có nói đâu có biết. Nếu mình không có người nói mình đâu có biết. Nhiều khi mình bị nặng mình không biết tại sao. Tu có nhiều người tu không hiểu mấy cái đó, là cái tu hoài làm chuyện sai mà không biết, nặng hoài. Như là con thấy là với lại cái linh tính của mình nó cũng như cũng nhạy hơn cái chút. Đúng rồi. Như có lúc tự nhiên có được cái linh tính là mình, giống như trong công việc con làm có khi tự nhiên cái con có một cái linh tính này, coi chừng cái này nó sai, nhưng mà lúc đó mình nhìn tới nhìn luôn mà mình không thấy nó sai chỗ nào hết á, nhưng mà đúng là nó sai thiệt chứ. Bằng hồi nó sai. Là lúc đó thì mình lúc đó con mới nhớ lại là mình lúc nãy mình đã được cảnh báo là coi chừng sai. Nhiều lần như vậy thì con mới để ý là cái linh tính mình nó nhạy thiệt, nhưng mà nhiều khi mình không để ý á chú. Tới chừng mà nó xảy ra rồi mới biết là mình đã được nhắc trước rồi, nhưng mình không để ý. Cái vía mình nó biết trước nó nhắc. Nhưng mà nó giống như nó xanh, giống như là nó không có kiên định đó chú. Giống như chút xíu là như không có một lần con cũng giống như sáng mai á, là con chuẩn bị con đi có việc đi sớm á. Tự nhiên cái con có một cái ý là thôi đem tiền ít thôi chứ không là nó coi chừng bị mất, con mới bỏ bớt tiền ra để một ít trong túi thôi. Xong được chút xíu à, cái bắt đầu có cái ý khác, thôi đem theo hết đi để lại cái gì có chuyện sai. Là đem, con đã đem cắt bớt rồi á, xong cái đi là lấy ra lại bỏ vô túi sáng sớm đi. Đúng rồi, sáng sớm đi sớm một chút, đi một chút xíu xong cái chúng giật cái giỏ mất hết tiền luôn. Xong mọi chuyện rồi con mới nhớ rõ ràng là tối hôm qua mình đã được nhắc là đừng có đem tiền nhiều chừng mất. Tại lúc mà mình cái vía nó nhắc á mà mình bị trượt á, nó không có nghe lời. Cái mấy lục căn lục trần nó không nghe lời, cái ví nó nhắc rõ ràng không nghe lời, làm theo cái sai rõ ràng, mà rõ ràng theo nhắc như vậy thôi thôi đi chút xíu cái nó lại có cái ý khác nữa.
cho nên nhiều khi cái khó là mình không biết lúc cái ý mình lúc nào nó sáng suốt rồi lúc nào lục căng lục trần nó suối, không phân biệt được chút. Mình tu hành pháp nhẹ tự nhiên nó nghe lời, còn nó không hành pháp lợi, nó không nhẹ, nó không nghe, nó bàn ra nó nói tầm bậy bạ, mình sai là vậy á. Dạ, nó thay đổi liên tục cho nên khó. Rồi nó phải tu niệm Phật, tu nhẹ nó mới nghe lời, không mấy đó nó làm hư chuyện là vậy. Nãy ngồi chịu không nổi bật ngửa ra. Con đang cảm nhận cái bên cổng trời bên chú lực hút nó mạnh nào, con đang cảm nhận. Ông phiêu phiêu chú ạ. Ngồi phiêu phiêu chứ nằm bật ngửa. Với cái hôm ở nhà xong tự nhiên con lại trải nghiệm cổng trời mở lần hai nữa ở bên Tây Ninh, cái chỗ mà con hồi xưa con ở bên đấy chú. Xong rồi tự nhiên bữa đây tối tự nhiên con thấy cái như là con đang xuất ra, con đứng ở đấy xong tự nhiên con thấy cái khu cái chỗ mà gọi là cái điểm đen mà ngày xưa mà cái hồi con mới tu vô vi á, lúc đó còn yếu, mỗi lần con đi qua đó là con cứ thấy ma nó có bóp cổ con này. Thế là tự nhiên lúc con đi con mới thấy xuất đến đấy, là tự nhiên con thấy cái cổng trời ở đấy mở, xong bắt đầu là hút những cái mả đấy lên đó chú. Con hay quá mà rõ ràng là con không có nghĩ đến cái điểm ấy đâu chú. Mà hay quá chú. Ôi cổng trời hút mạnh lắm mà, xong rồi hút một lúc thì là đóng là thôi, còn cái con vẫn cố gắng duy trì cái lực hút cái cổng trời ở cái khu của con này là lúc nào nó cũng mở và nó hút đều. Đó, nó hút mạnh lắm. Lúc này con cũng thấy ở bên chú cũng hút cũng mạnh lắm. Con cảm giác con cũng thấy bên đó hút mạnh lắm mà khi mà con trụ mà con xuất hồn lên được vào cái cổng trời đó là tự nhiên mà con trụ thật mạnh á, là tự nhiên là người con là tất cả những cái vị trí mà nhất là vị trí nào mà nó đang nặng trược là nó phun ra chú ạ. Phun trược ra nhiều lắm. Có khi nhiều khi là toàn thân nó có phun tự động nó phun chú. Đã lắm chú, bây giờ nó giải trụ đã lắm chú. Dễ đã lắm. Cũng giải như thế là năng suất giải rất là cao chú ạ, mà nói chung là không cần phải qua cái đầu của mình, nó đầu của mình lúc này là nó cũng trống không rồi, mà cái đỉnh đầu nó giờ nó là cái cổng trời rồi, nên là chuột nếu mà nó phun ra toàn thân ở bên ngoài là nó cũng bị hút lên trên hết chú ạ. Coi như là bây giờ là con thấy là giải mạnh tối đa nhất rồi chú. Dạ. Mấy hôm nay con bị ngứa ấy chú. Con gái ấy, nó nổi mụn lên chú ạ, chạy khắp nơi. Cái đấy là trược hay gì nhỉ chú nhỉ? Trược nó giải ra ngứa đó. Với cả thời gian này tâm con á hay phóng tâm lắm, nghĩ lung tung chú ạ. Lấy trụ về niệm Phật không bị trược rồi nó nghĩ tùm lum rồi. Bị trượt mà mình không có trụ, mình không trụ tâm mà nó nghĩ tùm lum. Hôm qua con cũng xúc ruột tâm hơi, tức là sáng hôm nay con cũng làm tiếp. Nên giờ con vẫn thấy ngứa ngứa ở chân tay, nó chạy khắp nơi. Con gái nó lại nổi mụn lên chú ạ, như kiểu bị dị ứng ấy, như người thường họ mà bị dị ứng ấy chú. Cái đấy là trượt ra hay là nó vào chú? Trượt ra đó. Cứ lấy những dầu thoa nó giải trượt cái trên da. Ngứa có được gái không chú? Thì thoa dầu nó bớt ngứa. Chú cho con hỏi là ví dụ như cái ông chồng con ổng lúc mà buổi tối ổng hay mở cái Zoom để mà thiền chung với cái nhóm năng lượng á. Lúc đó mình sẽ nên làm cái gì chú, mình phải đi giải trừ phải chú hay là mình bỏ gì chú khác chú? Năm đó mình thấy chứ mình.
Cũng như cái chị Đoàn nãy chị nói, người ta kêu điện thoại chị thấy nặng, lúc đó người ta kêu điện thoại mình thả chứng minh giải trượt. Ổng tu năng lượng hả? Tu năng lượng là sao? Con cũng không rộng, nhưng mà con thấy là cái gì mà gieo hạt đó, cái cô đó cũng chỉ gieo hạt nhưng cũng đóng tiền nữa chứ. Con cũng không có tìm hiểu sâu á. Con cũng không biết lắm, nhưng mà đại khái ổng làm cây biết ơn. Ổng nói là làm cây biết ơn xong thì tiền rất là nhiều. Ổng kêu con làm, nói là tại vì mục tiêu của con là tu đắc đạo, không muốn làm cái đó. Ok. Dạ, cái đó chắc nó không tốt cho mình đó. Cái gì làm gì? Tức là vì ổng thì ổng theo cái pháp của ổng, tại ổng mình không có quan tâm tới một chút. Kể ổng tu sẵn. Mình cứ lo tu thôi, ổng làm gì làm. Nói người ta cũng không nghe đâu. Mà kể ai thức tâm thì tu vậy thôi. Mình đâu có nhiệm vụ đi lo chuyện người ta. Chú báo cho con hỏi, con thở chiếu minh thì coi như thăm lân thuyền trưởng, bởi vì con hít vào bao nhiêu thở ra bấy nhiêu đó không ạ? Thì mình hít hơi vô rồi mình thở ra, nó giống nhau vậy đó, nó bằng cái thời gian vậy đó. Thở chiếu minh cũng thế ạ? Không, đúng rồi, thở chiếu minh hít vô đầy rồi thở ra đều nhẹ nhẹ. Chứ đừng có hít vô lâu rồi thở ra cái ào, không phải vậy, thở ra từ từ. Dạ. Chú bá cho con hỏi, cái lúc mà con mới tu thôi. Mới hành pháp, con thở chiếu minh được một thời gian, xong là tự dưng con ngồi niệm Phật mà con có một luồng điện chạy từ ở trên từ ngực, bắt đầu chấm từ ngực xong rồi nhen nan hết ra ngoài hết toàn thân. Chạy toàn thân rồi con co rúm lại mà con phải 4 tiếng đồng hồ chạy liên tục như thế, là như thế nào bà chú? Thì lúc đó nó cái lưng sang ngực cái điển nó chạy nên mình cảm thấy vậy đó, thông nhẹ tốt quá. Thế nhưng mà sau một thời gian ấy là con thở lân thuyền trưởng luôn, xong là con điển, xong mà bây giờ con tu thụt lùi mà con chả thấy gì. con chỉ thấy trụ ít mà con thiền được ít lắm chú ạ. Phải ráng mỗi ngày chứ, mình phải công phu mỗi ngày chứ, làm mà không có kiên trì nó mất. Con vẫn làm pháp đều ạ, nhưng mà con lại không thở chiếu minh nữa, mà giờ con thở lại, mà lúc ấy con thở chiếu minh con phải lên tới 100 phút đi chú, thì là con thấy vậy. Phải thở mà thiền mỗi ngày chứ, đâu phải tùy hứng làm đâu, làm bỏ đâu, nó đâu có được. Ngày nào con cũng làm chú ạ, con không bỏ ngày nào. Ráng thở. Mà giờ con ngủ này con thở chiếu minh lại mà con cứ bị ngủ quên chú ạ. Thế đó, trượt nhiều quá giải ra nó ngủ. Vâng. Ok. Thế là quỳ à chú? Hả? Thế là con tu bị thụt lùi à chú? Thụt lùi. Tu thụt lùi này. Tu không có kiên trì thì tục lùi. Lúc ấy là con chưa được nghe được băng của thầy nhiều, thế là con cứ nghĩ là thở luân thuyền trưởng thì rồi thì thôi, con không thở chiếu minh nữa. Đâu có phải thở chiếu minh chứ, tu mà làm biến. Ok. Ví dụ như là mình dạy lục căn lục trần mình là bằng điển là đánh roi nó đúng không ạ? Thế nếu mà áp dụng cái luật đạo ấy vào dạy con thì làm nào để cho mình đỡ theo kiểu mà độc tài á? Mình không đánh nó mà mình thấy nó sai mà mình không nói thì cũng không được, mà mình nói thì thành độc tài á, thì làm nào cho đúng ạ? Thì đúng, mình nói cho nó nghe, giảng nghĩa cho nó nghe. Rồi phải kiên nhẫn nói chuyện, giảng cho nó nghe. Nhưng mình nếu mình tu nhẹ đó là mình vuốt cái đầu nó, rút cái trượt nó ra, nó nghe lời à.
nó bị trượt, nó lì, nó bị trượt, nó lì. Ví dụ như nó bị trượt rồi mình ngồi nó, mình đánh nó, mình la, mình hét gì, không có ăn nhậm gì hết, nó muốn nghe. Mình giải trượt của nó ra đó thì tự nhiên nó nghe lời, nó ngoan. Mình áp dụng vậy đó, áp dụng bằng điển là vậy đó. Cái ngồi đó mà la hét nó vô ích, không được gì hết. Nó, tức là cũng dùng điển dạy đúng không ạ? Chứ còn mình la hét nạt nó này kia không có hiệu quả. Vâng. Mình cái người nào mà nó bị trượt cái mình niệm Phật hay là mình tu thanh nhẹ, mình vuốt nó nhẹ cái nó thay đổi. Mình dùng cái điển nó mới có kết quả. Chứ còn đích mà nó lì, nó phá đó, mình bực chứ mình la hét nó này kia nọ, không có kết quả. Giờ mình dùng điển, dùng cái thanh nhẹ của mình đó. Đôi lúc con thiền đó chú bé, mà cái vùng đầu của con có bị cắn, còn có lúc cái dây thần kinh nó bị giật, mà cảm giác đau không chú, là lúc đó phải ngưng thiền hả chú? Ngưng thiền nó giật được, thực sự ra cái điển nó bung ra nó đau. Chứ không có gì, nó bung ra nó đau, đau nhói hả? Dạ đúng rồi. Nó đau không sao, ngồi niệm Phật nó giải ra hỏi hết rồi. Cứ như nó bung ra vậy đó, nó bung ra vậy đó, đau lắm. Vậy cái đó là tốt hay là xấu chú? Thì nó bung nó giải ra được là tốt. Với lại hôm qua con không có thèm mà con chỉ niệm Phật thôi, thì con cảm giác là bị đau ở đầu chú. Soi hồn thở thiền giải ra bị trượt thôi chứ không có gì. Dạ. Không có sao trơn. Cảm ơn chú. Ok. Chào con hỏi chú. Con có đứa cháu ấy, nó học mà nó cứ nó ngầu có cờ lơ, nó ít có chú ý vậy, giờ nó có cách nào không chú? Nó là lơ, nó không tập trung, nó không có tập trung ha. Dạ, nó không tập trung. Nó cứ nó nhìn ra ngoài vậy á. Nó không có tập trung trong giờ học. Ôm hung nó hết rồi. Ôm hung nó. Dạ, mấy cái vậy chú? Ôm hung hai cái nó hết. Dạ. Thử là con ôm hung nó. Hung nó thử biết. Hung cái nó tập trung. Dạ. Mình ôm mình hung nó là mình rút trượt nó đó, nó tập trung. Thử coi biết à. Dạ con chào chú. Hôm bữa con tuần hai tuần trước con có hỏi chú tại sao con dội này thấy ít bị ngứa. Cái hôm sau con đi dọn nhà mà người ta họ mới chuyển nhà đó. Trời ơi, con dọn về cái con bị ngứa. Dọn nhà người ta hả? Con mua nhà, cái người ta hà dọn nhà mà họ còn để lại đồ nhiều, cái con dọn cho sạch đó. Thấy dần dọn được, con dọn cho sạch, cái con dọn gì con bị ngứa, nhưng mà cũng ngứa ít chứ không giống như hồi mới tu nữa. Chắc là mình cũng do mình xúc ruột nhiều, dỡ được cái loại độc tố nó ra đó. Cho nên ai mà bị ngứa bị đồ là ráng rung cho thiệt là nhiều và xúc ruột cho thiệt là nhiều lên là sẽ hết. Đúng rồi. Đừng có than ngứa này kia, cứ thanh lập nhiều là nó hết rồi. Ngứa trượt thôi, đâu có gì đâu, dọn nhà nó trượt, nó bung ra trượt, mình hút trượt trong cái đồ đạc đó. Dạ đúng rồi, nhiều lắm, đồ đạc bê bối nhiều lắm, trượt ở trong đồ tủ người ta, nhà người ta đó chú, nhà người ta đó, còn đồ bỏ lại của mình khi đi dọn đồ qua nó về nó dơ. Đúng rồi, đó là do dơ nó mới ngứa. Ông dơ bằng điển quang chứ không phải bằng gạch chết đâu.
chú à, mình mà đi đón con nó đi học về kìa, ban đầu mình ở nhà một mình rất bình thường mà mình đi ra mình đón nó về á, nhưng về mình thấy hắn là mình bắt quạo mình chửi hắn nè. Tự nhiên thổi điên khang chửi khang á chú. Tại nó học ở trong trường, trong trường nó học nó bị trượt, mình rước nó, mình rút trượt nó chứ có gì đâu. À với lại cho hỏi cái này với à, cái lúc mà cháu xuất ruột vậy, hồi trước là xuất ruột là không có ý là mình cái cảm giác là nó bung, nó nổi da gà hay là nó tốt cái hơi nóng ra mặt á. Mà đợt này cháu xuất ruột rồi cháu thấy cái nó lên tới cổ này, cái cục nghẹn á. Cái cục nghẹn nó lên tới cổ này, là cái cục nghẹn đó là có phải là trượt nó dồn lên tới cổ không chú? Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Cái làm cái tiếp nữa. Cái đó là cái ức của mình đó hả? Ờ, nó đang nghẹt cổ à. Dạ, nó khó chịu lắm, nó nghẹt ngay cổ á. Nãy giờ nói chuyện đi. Nãy giờ ngứa ngứa đây nè. Dạ. Rồi, chắc hay bị nghẹt ngay cổ. Ờ, nó bị nghẹt cái chỗ đó mình bóp bóp, so đây đi. Dạ. Cho nó thông. Chú ơi, cho cô hỏi. À, mỗi lần mà cô xuất ruột á, rồi cái y như con nghe có một cái luồng hơi nóng từ dưới giò đi thẳng lên trên đầu luôn. Cái đó là mình có trúng, có sao không chú? Không, cái đó là mình giải trượt ở dưới chân của mình á, giải nó rút lên. Lúc mình xúc ruột á, nó chạy. Dạ. Với lúc con vô mà con ngồi thiền đó, cái sao mà có một cái luồng hơi gì đi lên tới cái cuốn cổ con, cái tự nhiên con phải ho không kìm được. Ừ, đó mới chỉ ngứa rồi. Nó nghẹt kiểu đó đó. Nghẹt ngay vậy cổ là nó con bị ngay cổ là con bị trượt nhiều hả chú? Ờ sao đó, bởi vì chỗ đó nó yếu thì mình bơm nó nghẹt thôi chứ có gì đâu. Dạ là nó làm con không có ngồi được luôn. Ờ chỗ nào mình bị trượt yếu đó mình so cho nó, đừng cứ để nó yên. Mình so cho nó tụ, nó tụ, cái trượt nó tụ trong đó, mình so cái nó giải ra hết à. Ừ. Dạ. Ừ. Với lại mỗi lần con thở, chú con thở cái đầu con nghe có một cái nhịp gì trong cái đầu đó là có bị gì không chú? Không không, cái đó nó thông mới cảm nhận được. Ừ. Cảm nhận được cái nhịp nhịp mạch máu. Cái nhịp nghe y như là cái nghe cái rắc vậy đó. Ừ. Đúng rồi, không sao, không có sao đây. Cái chỗ nào mình đau nhất đó mình so bóp, chỗ nào mình đau nhất bị nghẹt đó mình thiền, thấy chỗ nào mà nó bị nghẹt đó mình so bóp chỗ đó cho nó thông. Dạ, ok dạ. Ok dạ, ok dạ. Ok thiền á. Ok. Ngày 31 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn. Recording stopped. Chúng ta có duyên lành tái ngộ nơi đây để chung thiền. Nguyên để tỉ mũi chúng ta có cơ hội tương ngộ để học hỏi. Nhân dịp mọi sự tới tấp để chuyển hóa cho tôi vô gì thức tâm và mở rộng kiến thức để tự học hỏi trong chương trình chuyển hóa. Đường đi của chúng ta rộng thênh thang, từ đây trở về nguồn cội chúng ta phải học hỏi không ít, cho nên chúng ta phải giữ phần định tâm và nới rộng mục tiêu sẵn có của chúng ta. Các bạn đã tu ước vọng trở về biển giới, khai mở sự ô trượt trong nội tâm nội thức và lưu lại thanh khí chiều nguyên thanh tịnh. Thì ngày hôm nay không nhiều thì ít, một số bạn nào đã có kết quả ngay các lĩnh vực luận thuyết hành động điều con học hỏi không ít. Nhưng mà cơ duyên đó
sẽ đem lại cho chúng ta tràn ngập, nhưng mà chính chúng ta chưa mở rộng cách lập trật tự để chưa được mà thôi. Ngày hôm nay các bạn, con đường chúng ta phải đi thì chúng ta đã chọn. Muốn đi thì phải đi cho đến cùng, không vì lý này lẽ nọ mà gây cho trì trệ của chính mình. Thế gian đã cho chúng ta thấy rõ những định luật đều dẫn tiến tâm lực, những sự kích động và phản động đều dẫn tiến tâm lực. Chúng ta đã hiểu điều này và chúng ta tìm về cõi vô tinh vô sắc để thực tập. Vô tinh vô sắc phải làm thế nào? Chỉ có thiền định mới trả lời vậy. Đó là tinh vô tư, đó là mức tiến vô cùng. Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện đi chí dũng rõ ràng, vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chúng ta để ảnh hưởng những người khác và tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh định mới có sự sáng suốt. Nếu trí tuệ chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn tin mẹ dũng phải chấp nhận học hỏi. Các bạn đang đào tạo, đang coi một việc gì, không làm sao các bạn thu được những gì người ta định công hiến các bạn. Chị ơi, lúc nào yeah. Anh được khai mở trí huệ cho tâm lực. Thì lúc con nào chúng ta mới có thể luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn. Ta nói thật kinh học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực. Biết đó là chưa, nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ mới mong học được đạo. Người vô lễ thì tự chê lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Cho nên các bạn đã chứng kiến về trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiên liên đã sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng, hòa diệu, tinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục nắng và lại dồn cục không có tin được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điểm giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương, đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau, đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không còn vui, các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo Phật, cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học cho chúng ta thực tập. Qua những tài liệu các bạn đã chứng kiến đều là bài học mới của các bạn.
thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Sao? Vì chưa mở, chưa thâu ra, chưa quan tâm, thành ra phải có câu hỏi. Vừa qua câu hỏi rồi thế nào? Và kinh nó tiên, trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy đặc. Mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một cái không. Tất cả sự quy không, và trở về với quy không. Và để sử dụng nội lực sẵn có của chúng mình. Nên không có nên nói là tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo với bằng anh kia. Không, không gì vậy đâu. Tôi phải trở về với căn bản của chúng tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chúng tôi. Thì tôi mới sớm thức tâm. Và tôi thức tâm rồi, tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Tôi mới khai triển ra. Cho nên đường lối nó phải có quy củ, chất tự. Chứ không phải muốn mà được. Nói nghe vô vi, bước vô tu vô vi, rồi muốn thành Phật, thành tiên, cái đó là điều sai lầm. Phải làm sao trở về, phải làm sao biết được chân tướng của chính mình. Điều đó là điều quan trọng. Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại. Mới kiên tạo được hai chữ bình an. Nếu các bạn chưa biết được sự sai lầm của các bạn, không bao giờ các bạn bình an, dù các bạn tràn đầy đủ thiết để bảo vệ những sai lầm của các bạn, nhưng trong trường tâm các bạn không bình an. Các bạn trước khi Phật, nói trên Phật, bất minh Phật tắc, chưa sử dụng được sự sai giúp cho chính mình, thì có chỉ thuyết mắc công mà thôi. Thì thật phải thức hành, Phật không thể tạo lao được. Phật là phải thất tha, yêu giải nghiệp mình, minh tâm Phật, chỉ cánh ra, trở về Phật tánh, thấy rõ chỗ đó. Còn nếu không hành làm sao thấy? Không hành thì bị ám ngự bởi tự ái, đố kỵ, ghen ghét, giận hờn. Và trong đó, tâm kinh trên chùa cũng dạy hết. Nhưng mà hành giả chưa hành. Lý thì nói được. Cho nên bởi sự trở ngại hoài hoài. Ngược lại, tất tiên Phật. Tôi phụng sự sự tiên Phật hết mình. Phụng sự chùa chiền hết mình. Tất. Nhưng mà tôi không bao giờ nói rằng tôi ngu muội. Nếu các bạn biết các bạn là ngu muội và chứa được cái bản chất ngu muội đó thì không bao giờ các bạn tránh được ai. Các bạn thấy rằng chúng ta là học viên của cả con vũ trụ và chúng ta là con nợ của các cả vũ trụ. Và nếu chúng ta biết chúng ta là con nợ của cả con vũ trụ thì nghiệp chúng ta lớn, chúng ta phải trả. Định luật vay trả sơ sơ là phải trả, không nên quan tâm. Và không nên kể rằng chúng ta đã phục vụ sự việc là lợi dụng chùa chiền thì có được phục vụ chùa chiền của ta. Đừng nghĩ sai mà mang tội. Chỗ chùa chiền là chỗ công cộng. Chỗ đó mọi người đóng góp. Để cho mọi người có cơ hội tự tập. Trong sự tự nhiên của đạo Phật. Chứ không phải sự đạo Phật. Trên sự tự nhiên của các bạn đóng góp cho chùa chiền rồi, các bạn thích chùa chiền đó là sao? Các bạn đã bỏ cái chuột, khứ chuột lưu thanh. Cái dư thừa các bạn mới cho chùa chiền. Nhưng mà các bạn không có nát mạng đứng lên mà xây cái bất tường cái chùa đó. Chưa có hành sinh đó. Cho nên chỉ có một phần nào mà thôi rồi ngược lại các bạn cũng lợi dụng chùa chiền đó là không nên nghĩ gì vậy. Chúng ta góp công xây dựng cái hậu đại. Chúng ta làm một trang sử để ghi chép những hành vi tốt đẹp. Để cho người bơ vơ tại thế có cơ hội đến thềm chùa. Ngưỡng thanh chi, thay tội của chúng. Ánh năng khôi phạm. Cho nên một ngôi chùa chúng ta có phần đóng góp. Chúng ta phải nghĩ đến sự nghiêm trang giải tỏa.
và đưa con người đến bên giác, chứ không phải ngôi chùa là trục lợi. Chúng mình ở thế gian họ vì thấy những người đông đảo lợi dụng tình thế biến thành ngôi chùa để cho những người phạm nhân cảm thấy bất chấp, đó là tội lỗi của họ. Nhưng mà người truy tầm đạo pháp, tâm thức tu luyện mới thấy ngôi chùa, ngôi chùa phải dân ta nhiều thứ chứ cô có thế tự lúc nào cũng động, mà trong cái động đó lại có cái động. Người biết tu học thấy ngôi chùa lúc nào cũng là tịnh, mong muốn có tịnh thì phải có động, từ động đi tới tịnh. Mọi người đến trước hồ ôi chùa trước mặt thành Phật với thành động tu vi, hỏi cho Đức Phật khi đang ghe ngồi đó là những gì? Tất cả những sự than thở chập chững mà thôi, đắm nhưng mà trong đọc nó có tỉnh. Cái tỉnh để dành với người tiền tỉnh trong đọc nó thật sự là người tâm đọc. Còn thấy cảnh tỉnh căng đó là tỉnh đang lập của suốt đọc. Cho nên đại đa số chúng sanh tới kỳ trước mặt Phật, Phật độ, Phật Phật đọc. Cho nên chúng ta phải hiểu chuyện này. Người tu vô vi sẽ rằng trực động trong nội thức mở mở ở từ cực tỉnh trong thanh quả. Chúng ta có sơ hội pháp luân chuyển. Tất cả những chuyện hàng ngày chúng ta rước vô cũng khác gì trong chùa. Khi mà mang bê nó cũng chạy túc trực khi học của chúng ta. Tội chúng ta phải giải đạt. Đó là nhiệm vụ công phu trong cuộc hành hương. Chúng ta phải làm tâm dơ thiệt giác của chúng ta. Đó, cho nên con người bởi vì cảm thấy là không có chuyện này, bây giờ tu sẽ không chuyển nó tới nhiều quá. Nhưng mà tại tôi quên cái đại nguyện lúc bằng đặt, tôi thực hiện đi chi dũng mà tất cả ba lối này đưa với tôi và tôi không chưa đến tôi không chịu thật. Tôi trở lại chắc, tôi trở về cái vị trí như xưa là yếu em. Tiến ra một bước lùi vào. Cho nên các bạn thấy rõ chúng ta. Có khi các bạn cảm thấy thanh nhẹ, sung sướng vô cùng. Có khi các bạn thấy nặng trượt vô cùng. Đó là tình đời đáng trang. Bạn phải gánh tin cuộc hành. Bạn phải gánh đi. Đi rồi nó sẽ nhẹ. Cho nên nhiều bạn đã cảm thấy rằng tại sao hôm nay tôi buồn quá, tại sao hôm nay tôi lại gánh nhiều chuyện như thế này, tôi buồn mà tôi không được biết buồn do đâu đó. Tôi quên cái đại nguyện của chúng tôi nguyện gánh, tôi nguyện gánh chúng sanh, tôi muốn làm những cái gì có thể làm để độ người chứng quá, thì ngày nay việc đó nó đến với chúng ta. Chúng ta để chúng ta giải và chúng ta hành rồi chúng ta tự giải. Chúng ta chấp nhận rồi chúng ta giải. Đó là cái Phật độ chuyện của Phật. Hỏi chứ, Pháp đó ai làm nổi? Chính các bạn đã và đang làm, chứ đâu phải ông Tam làm. Ông Tam có chuyện ông Tam. Chuyện của các bạn có chuyện ông Tam. Ông Phật có chuyện ông Phật, ông Trời có chuyện ông Trời. Chẳng tự rồi. Cho nên các bạn phải nhớ rằng lời đại nguyện của các bạn là quan trọng. Thì sự gánh vác đó các bạn luôn luôn cảm thấy là tôi được sợ, tôi được nhiều việc làm, tôi biết nghiệp lại và tôi biết giải nghiệp lại. Lúc đó chỉ bằng quan tâm học đạo. Cho nên trong chương trình tu học thấy đơn giản, trên về chùa bằng cái áo tích đơn giản, thấy đầu tóc đơn giản chừng nào phức tạp chừng nào. Vì nghiệp thế gian sẽ giao cho người rảnh rỗi, người rảnh rỗi sẽ rất nhiều, mà người rảnh rỗi cố gắng tu hơn mới giải tỏa được, mà người rảnh rỗi không cố gắng tu hơn thì sẽ bị lôi cuốn
ma quỷ lột ruột, người đời lột ruột. Và những vị tu sĩ luôn luôn đi tới giai đoạn hải khổ. Vì chính lực và quy định của Đức Phật đã bước qua sanh lão bệnh tử khổ, thì người tu sĩ phải khổ mới thành đạo. Người tu sĩ sướng không thành đạo. Người tu sĩ than vãn không bao giờ thành đạo. Chấp nhận, phải tu, phải cố gắng. Mới mong Phật vừa đạt. Cho nên chúng ta thay tu vô vi đơn giản, không cúng, không lạy. Nhưng mà các bạn sẽ cúng, sẽ lạy, sẽ sôi động. Cúng trong tâm các bạn. Các bạn phải dọn bàn thờ trong tâm. Các bạn phải thực hiện nghi lễ đối với Chư Đi Chư Phật. Thì đâu phải đơn giản đâu. Cho nên kẻ hung quá hiểu. Các bạn khi trước kia các bạn có bản chất hung hăng. Ngày nay các bạn lại cởi mở hơn, thăm, vui vẻ hơn. Cho nên hương chuyện, làm điều khiến là tâm hồn các bạn mở thêm. Ước độ, phải giao duyên. Tâm trí để an lòng. Cho nên cái cơ hạt luôn luôn phải đụng chạm. Vì cái cuộc sắp đặt suy nghiêng nó như vậy. Chúng ta bước vào bản đạo và bản đạo cứ ngủ trong một căn nhà cũng có đấng chẳng thầm kín, đấng chẳng công khai mới là có cơ hội dẫn tiến. Còn bình hẳn như vậy không có bao giờ có cơ hội dẫn tiến. Họ dũng là cái gì? Dũng là chủ định. Mà không đụng làm sao biết được dũng? Không đụng mới biết, mới làm sao biết được cái giá trị của thành quả. Cho nên các bạn vui chứ. Cho nên lúc nào học các bạn cũng thấy vinh hạnh quá. Được nhiều bài vở. Bài vở liên tục đến với chúng ta. Xuyên xuyên liên tục. Thanh tĩnh đi để học. Rồi các bạn sẽ có cuộc chiến thi trước, học bài, phải thi, phải tới ngày về phải thi. Lúc đó các bạn bước qua như đi chân, học Phật. Mà nếu các bạn từ chối không học, từ ngày đó các bạn lại càng khó khăn bước qua. Vì các bạn không chịu trả bài. Và các bạn chịu vun bơi, chịu tắm tối mà thôi. Các quân gia, các trình độ tu học trong quả địa cầu này biến chuyển không ngừng nghỉ và tránh thức không ngừng nghỉ để cho mọi người có cơ hội tiến hóa để xây dựng cơ độ tốt đẹp siêu văn minh đã ấn định của thượng đế từ lâu. Ngày nay mong được thực hiện trên mặt đất trong một quả địa cầu thượng đế nào đặc trọng. Nhiều người trong cả đạo pháp sinh đường tôn giáo nhưng mà rốt cuộc sống phải chịu đựng ở đời không? Các bạn đã chứng minh chính tâm các bạn cũng có người theo đạo này chấm đạo này theo đạo kia chấm đạo kia có vì chiến dũng tạo sự bất bình cho chính mình đâm ra bực tức và đối thủ thì kỳ thật bình thản đi đạt nào cũng bình thản đi thì đường nào cũng thích nhưng mà hai thứ bình thản nói rất dễ phát từ đổi mới nhưng mà chỉ có không hành không định thì bất bình. Được tự nhiên cho các bạn thấy sân trường đòi hỏi vợ con đừng phải mệt tịch mệt hồ mệt thi hay là tìm được tu học. Những người đó là ai? Người đó chính là các bạn đấy. Các bạn đang tu học đây, đang tìm lối thoát đây. Những hạnh đó ở đâu? Chính bạn còn bạn đang xây hạnh độ
con thực hiện vẫn vàng đấy. Cho nên ngày hôm nay quên để chúng ta một chút, để hết tâm trí vào trong khi của ta, làm tâm vô cực tâm động cỡ mở thăng hoa không ngừng nghỉ, là trung tâm địa hoa. Rồi chúng ta mới tiến. Vì điển là vô cùng, điển không bị ngăn cản, điển mới là điển mới khai minh, điển mới là anh quả là. Cho nên nhiều người tôi còn ở trong chấp ta ngã mạn vì lý thuyết tự ta cho chính của ta tâm. Thì hai thứ phục vụ sẽ bị xoa bỏ. Càng cao càng mạnh phải ca hạ mình để học hỏi và vừa học hỏi vừa học phục vụ mực tập ra. Tôi đã thực hỏi cảnh tạp đi nếu chúng ta biết giá trị của chúng ta thì phục vụ và học hỏi và tâm ta bằng lòng phục vụ và học hỏi, hỏi chúng ta có bị nghi trệ không? Chúng ta thật sự học dụng học hòa nhưng qua học càng nhỏ càng học nhiều, càng ngắn gọn càng nhanh nhẹ hơn. Cây nhỏ thì nhỏ nhưng mà lớn thì lớn cũng là đó là phần hồn vô cùng của các bạn. Khi các bạn ngồi đó thiền, các bạn nhìn có đốm sáng chút gì thôi, nhưng mà nó không, nó đi cả đốm sáng chút gì. Sự vô cùng chiến quá sẽ xuất hiện ngay trong tiền đồ. Các bạn có cơ hội lập pháp luân thường diễn ngũ khi chịu thôi. Rồi ta ơi trời đất, đừng sẽ chặt đầy được. Cả sức quân bình vô cùng của cả không vũ trụ. Bạn sẽ có một căn nhà không bao giờ bị hủy hoại dư thừa của bạn. Lúc đó mình thấy cái hạnh trì tu học là không quan trọng, nhờ hạnh trì tu học mà chúng ta mới thành đạt sự sáng siêu này không vô cùng mà chúng ta nhắm mắt lại. Còn sự vô cùng khi đang chỉ đoán tại thế gian là bị giới hạn. Đây chúng ta đang luồng điện chúng ta lăng lăng nguyên lý và chúng ta vô cùng không bờ bờ, không suy tính như thế gian. Chỉ một tới mười chúng ta không làm. Và chúng ta trở về với vô cùng thì luồng điện chúng ta thăng hoa. Cũng có vì do nhưng mà thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận, tập tập vô biên nơi nào tận thanh tịnh tương lai vui tươi sống động hạnh phúc vô tận. Trên đường tu học phát học trở về biển giới vui biết xin xin được tập luyện. Chúng ta đã từng nung nấu dũng khí, nhưng mà này ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội tự đạt.
chúng ta mắc vào chúng ta sẽ bị kịch. Tai phạm chúng ta cũng không cần thiết sử dụng. Âm thanh của chúng ta cũng không cần thiết sử dụng. Chúng ta cứ sung sướng lăng lăng trong vô thính vô sắc. Mà hiểu trọn lại và tưởng nó nặng trọn lại. Chúng ta lại còn khôi một sự thân trung học hỏi lẫn nhau, đụng chạm lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, phá vê phá sắc, ôm lưng nhau, ôm trong tâm hồn, quy vô nhau. Quy vô cùng cũng như quy trả đất. Chúng ta mở mắt ra, xem thấy một bản đạo, vận hưởng chung của đạo của mình có thể chức. Nó đại diện cả càng không vũ trụ. Bình tâm xem xét tâm nẻo hấp trong cơ bản tinh vi của loài người. Phản ảnh luồng nguyên điểm thiên nhiên mà thèm định rồi tâm thức chúng ta không biết bao nhiêu nẻo được phải đi. Biết bao nhiêu nơi chùa khi lẫm lấn xây dựng trong tâm thức chúng ta. Cho nên người tu với chúa vì không có gì chờ sẵn. Càng tu càng phải học, càng tu càng phải tự kiểm chứng sợ từ giai đoạn một. Phải đi, phải thi, phải thiền. Tình thế bắt buộc phải tu học, không được nữa. Nên, huynh đệ tỷ muội chúng ta hôm nay có ngày vui sống động trong tâm và không động được. Cửa không an nhưng mà an cái sự hạnh phúc đang dẫn đến chúng ta trong cái thanh tịnh vui dương sẵn trong giây phút thiên nhiên này và không động. Ôi tình thương sống động của chúng ta ôm ấp đã ôm bao nhiêu kiếp rồi, ngày nay có cơ hội trong sự thiên nhiên cởi mở xây dựng cho nhau khuyến nhau và dẫn dắt lẫn nhau trên đường hành hương đầy chân lãnh trời. Chúng ta nên cố gắng tiếp tục tu. Nếu các bạn không tu, không có sáng suốt là sao các bạn xây dựng cơ đồ tại thế? Sao chúng ta trước một lực căn lực cả? Sao chúng ta hòa cả cái nợ tiền chúng bao nhiêu? Các bạn mang đủ nhiều. Nghiệp sạch. Các bạn anh biết bao nhiêu con thu chừng nào các bạn mới thật. Những thay hoa mà các bạn đã nghe nhiều lát nước đó bây giờ chừng nào mới thanh toán xong cái này này. Mà hàng ngày cứ tiếp xúc những thay hoa vào thân mà không ăn. Các bạn thấy trầm luân trong lễ cổ đắm chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn năn với các bạn, nhớ các bạn. Các thầy cố gắng ra bỏ sự giận đó. Khi hắn đủ ta có con thứ con. Sự ước vọng ta có con thứ con. Thì tham dục ta có con thứ con. Mà nếu chúng ta không có trật tự thì biết nó vào thì nó cũng bị vơi hết. Rồi một khối bơ vơ làm sao kiếm được.
Cho nên các bạn phải chú ý. Nhiều bạn mới thức tấm và truyền ra. Nhưng mà cái thường thế này chưa biết quan trọng. Phải cực như vậy. Cái tư mới thấy rằng trách nhiệm cái chúng ta đưa vào lên tiếng ngoài. Môi sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa vào lên tiếng ngoài qua bạn. Nói tới nhiều, càng chặt chẽ nhiều hơn để đón tiếp những sanh linh mê muội kia và giải trí của chúng ta. Mọi người cũng có nhiệm vụ thay thế, chứ không nói tôi không có nhiệm vụ. Chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ định vực. Hàng ngày mỗi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Thù phong phận. Những ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích kiến giải. Đó là tội đó thật. Mà ngày nay chúng ta khó. Có đường lối, có lối thoát. Thì chúng ta kiên giải. Chừng vài để gánh vác với thẳng mặt thiên nhiên để đưa vãng linh trở về bên ngoài trong thực hành chứ không phải trong cái luận thuyết sai lầm và không phải luận chúng ta hành đến đâu thuyết đến đấy mở đến đâu chúng ta công hiến đến đấy cũng đủ cho nên nhiều người đã tu học dựng văn ngôn này, văn ngôn nọ, nhưng mà kỳ thật không cần thiết đo cây gậy tạm mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta có, mọi người có quyền chi không? Trên chúng ta đã bao gồm một biển thân đầy đủ, có được cơ thân, và biết được mấy nhiều, cứ được nguyên thân. Chúng ta thấy cơ hạch tiến hóa không có khó khăn, không có chậm trễ, chỉ yếu hành yếu đi là đẹp. Cho nên duyên lại luôn luôn đến cho các bạn đạo vô vi, có thể chích bạn, có người quý mến, để cho các bạn thích tâm về luật quân vực. Cũng có trong mọi thứ. Nhiều bạn hy sinh tăng nhạc đó để đi học đạo, nhưng mà bị khép vào tội dạy đạo. Tại vì chưa thức cập. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại vì chúng ta là trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường và của một người thích tâm đưa ra chúng ta cái mà và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà ta học đạo cho người chủ nhà nó chưa thành đạo đừng kết vào cái tội thành đạo của họ nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo. Chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh thần hơn. Chứ không nói chủ tìm được phải biết đạo, dạy đạo ở đâu. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và truyền thể. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp. Và đổ tiền cho hành giả càng ngày càng tinh thần hơn. Vì nhân loại muốn có những ngôn quả, những hạnh tội để xây chúng ta hạnh tội. Nhân loại có chỗ an vui lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức tâm chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường rồi chúng ta đóng góp cái tu thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó.
chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà, chứ đâu phải nói chủ đạo. Mà khép người ta vào, nó tội chủ đạo là tội nghiệp. Mất công bằng để cho họ không nên nâng cao, không nên vun bồi tự gái con để cho họ. Cho nên ngày hôm nay những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo, chứ không phải là nghiên dạy đạo, không có gì đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo. Đó là tình vô vi. Trên các bạn học hay người nào cũng cần học, cũng cần đóng góp, cũng đồng tâm xây dựng để đạt phải loại. Thì chúng ta hiểu được cái cá duy vật cũng phải học, duy nhiên chúng ta để chúng ta hạ mình. Thì cái cảm năng nó mới tư được, nó cởi mở, không có nghiên kế, không có kiên trệ. Nói thương yêu thật sự, nói hy sinh thật sự là hy sinh. Thì lúc nào cũng là cởi và thăng hoa. Thế nên giờ tiên các bạn là giờ xuất tiết. Trong tâm thức của các bạn nó nhắc nhở những chuyện này. Khi các bạn tới hồn, cái chuyện ô trượt nó xuất hiện trong lòng. Tôi làm thế nào nó mới giải tỏa được những phần này? Thì lúc nào các bạn thanh nhẹ rồi, lúc nhắm mắt thì bạn quên hết. Các bạn thấy, cho là dành tâm để giải tỏa cư trực với bạn. Trước kia tôi nhắm mắt cái gì tôi cũng nhớ, cả chương trình phù hợp. Ngày nay tôi nhắm mắt và tôi quên hết. Ai cho tôi? Nhưng tôi đã nhìn và tôi đã đạt, chứ không ai. Nếu mà tôi không hành không bằng người truyền pháp đi cho tôi mà tôi không hành thì không có cách, không có ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay vinh đệ tiểu muội chung phờ truyền trong căn phòng này, hồi tôi mới tôi ước mong có một người theo tôi tu thôi, mà bây giờ không có người mấy ai tu. Thì do tôi dày công, con dày công có mọi cá nhân thực hiện ngày nay nó hội tụ. Đó là thiền đường tâm thức, do tâm có hành giả trụ nó mới qua. Thế thì chúng ta có tu thì cái thiền đường càng ngày càng lớn rộng, thiền đường chúng ta sẽ lớn rộng khắp nơi. Có giờ tu học, có giờ an nghỉ, có không bỏ xa họ, không bỏ xa, không bỏ xa Phật, tạm giờ thay họ, tìm việc của Phật. Mà chỉ đòi hỏi cái thực hành mà thôi. Ngày nay các bạn lên thực hành, cảm thấy sự an nhẹ, vui, mở, tìm việc là bao nhiêu. Tôi lần lần các bạn thấy rằng các bạn là y sĩ tự bệnh hoạn do đâu, bệnh do tâm sân, mà bây giờ tôi đổi được tâm tình rồi, thì bệnh tôi không phải chiếm được. Càng ngày tôi lại càng thanh nhẹ hơn, càng ngày càng cởi mở, sống động hơn. Càng ngày tôi cảm thấy tôi càng trẻ trung là nhỏ bé. Tôi là người thọ giáo học đạo, chứ tôi không phải là người dạy đạo. Thì lúc nào các bạn cũng trẻ và phát huy phát chất. Trước cô ít mà ai các bạn đâu. Bạn trở về cách hoạt động tại thế. Thì chim đọc mấy hồi đó. Rồi trở về một vị Phật cũng chẳng có khác. Mình thấy sự sống của chúng ta tự nhiên nó đến. Nó có. Trời Phật sắp đặt. Hơi thở dư dương luôn luôn sắp động truyền cảm với tâm thức của chúng ta. Giờ thiền như giờ ăn, giờ đi, giờ tính đều là lên xuống tạo ra thanh khí, thanh khí, thanh khí hóa giải tâm thức càng ngày càng cải cỡ mở sẵn động, kích động và phản động rồi đem lại sự sắc xuất của chúng ta. Từ mê nữ đi lầm thang rồi phụ
cũng đem lại sự sáng suốt. Một ngày nào đó có cái cơ duyên thức thật. Cho nên các bạn tu bữa hôm nay tâm tịch thế khác, ngày mai tâm tịch thế khác. Rồi một ngày nào đó, rồi mỗi giờ nào đó, mỗi phút nào đó sẽ có khác. Cái luật liên quan vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy là Phật, Phật, vô liên. Không đại ngàn giật bệnh. Tâm thức các bạn lúc nào cũng sống động, cởi mở. Vui trong hạnh niệm. Thanh trì kiến giả. Tâm động vô cùng. Tâm cả thiền càng vui cả thiền thế cả sức khỏe cả dội dàng. Cả cởi mở. Thế ngồi đấm đó mà cởi mở chỗ nào? Vì nó gọt cả những gì phá ví của ngoại cảnh kích động và khiến dưỡng nó làm sao? Ngày nay nó từ bỏ buông bỏ thì nó ở đâu tức qua đâu. Nó làm việc chứ. Ngồi nhắm mắt nó làm rất nhiều việc. Gỡ tháo kiến hóa. Bước qua phía này tới phía kia thì tiến chuyển lên chủ tâm thành tịnh. Không bị đưa ra, không bị ai gì cả. Để làm vinh dự vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chưa biết sử dụng cái quyền sáng suốt của chúng ta và thanh định của chúng ta, ngày nay biết sử dụng cái quyền sáng suốt và đã tới thanh định. Quy biết là bao nhiêu tinh thần tịnh. Nên không có lệ thuộc và không yếu hèn nữa. Từng ngày thất bại của trường đời mà đi tới thành công của đường đạo thì nó trở lại quân bình dũng khí vô cùng. Không còn thất bại. Nhưng các bạn có cơ hội học pháp được. Tự thức tức là sẽ trở nên một người cao quý. Vì các bạn đã bước qua những sự vắng động cũng như trường đời thì tương lai các bạn sẽ khô phân và chỉ tiêu những tập rộng động đó trở nên thanh. Học đạo với công tình từ đời lãnh đạo. Hôm nay chúng ta là có duyên là qua kỳ bao tạc trao đổi thanh điện vui trong tâm thức vinh hạnh của mọi cá nhân. Thành thật cảm ơn sự thương của các bạn ngày hôm nay. Vancouver ngày 31 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ nơi đây để chung thiền. Nên để tỉ mũi chúng ta có cơ hội tương ngộ để học hỏi. Nhân dịp mọi sự tới cấp để chuyển hóa cho tôi vô gì thích tâm và mở rộng kiến thức để tự học hỏi trong chương trình chuyển hóa. Đường đi của chúng ta rộng thênh thang. Từ đây trở về nguồn cội, chúng ta phải học hỏi không ít. Cho nên chúng ta phải giữ phần định tâm và nới rộng mức tiến sẵn có của chính chúng ta. Các bạn đã tu ước vọng trở về biển giới, khai mở sự ô trượt trong nội tâm nội thức và lưu lại thanh khí chiều nguyên thanh tịnh. Thì ngày hôm nay không nhiều thì ít, một số bạn nào đã có kết quả ngay các lĩnh vực luận thuyết hành động từ tu tập đều có học hỏi không ít. Nhưng mà cơ duyên đó sẽ đem lại cho chúng ta tràn ngập, nhưng mà chính chúng ta chưa mở rộng sắp đặt trật tự để chưa định mà thôi. Ngày hôm nay các bạn
con đường chúng ta phải đi thì chúng ta đã chọn. Muốn đi thì phải đi cho đến cùng, không vì lý này lẽ nọ mà gây cho trì trệ của chính mình. Thế gian đã cho chúng ta thấy rõ những định luật đều dẫn tiến tâm lực. Những sự kích động và phản động đều dẫn tiến tâm lực. Chúng ta đã hiểu điều này và chúng ta tìm về cõi vô định vô sắc để thực tập. Vô định vô sắc phải làm thế nào? Chỉ có thiền định mới trả lời nổi. Đó là tình vô tư, đó là mức tiến vô cùng. Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện đi thí dụ rõ rệt, vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta sẽ thực hiện từ bi cứu độ lấy chúng ta để ảnh hưởng những người khác ở tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh định mới có sự sáng suốt. Nếu trí tuệ chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì từ học hỏi mà chúng ta chỉ chấp nhận học thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đào tạo, đang coi một việc gì, không làm sao các bạn thu được những gì chúng ta định công hiến các bạn. Cho nên lúc nào thanh định khai mở trí tuệ cho tâm linh. Thì lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn. Ta nói là tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực, biết đó là chưa, nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ mới mong học được đạo, người vô lễ thì tự che lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Cho nên các bạn nên chứng kiến về trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiên liên đã sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng. Hòa diệu, tinh tư rõ rệt. Còn chúng ta cục ngắn và lại dồn cục không có tin được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điểm giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương, đó mới là lệ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thông không có lẽ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau, đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không sợ, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo Phật. Cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học cho chúng ta thực tập. Qua những tài liệu các bạn đã chứng kiến đều là bài học mới của các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Vì chưa mở, chưa thâu ra, chưa quan thông, thành ra phải có câu hỏi. Vừa qua câu hỏi rồi thế nào? Và chính nó tiến
trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy đặt. Mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một cái không. Tất cả cái gì không, và trở về với cái không. Và để sử dụng nội lực sẵn có của chúng mình. Nên không có nên nói là tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo với bằng anh kia, không làm gì vậy đâu. Tôi phải trở về với căn bản của chúng tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chúng tôi. Thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi, tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Tôi mới khai triển ra. Cho nên đường lối nó phải có quy củ, chất tự. Chứ không phải muốn mà được. Nói nghe vô vi, bước vô tu vô vi, rồi muốn thành Phật, thành tiên, cái đó là điều sai lầm. Phải làm sao trở về, phải làm sao biết được chân tướng của chính mình. Điều đó là điều quan trọng. Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại. Mới kiên tạo được hai chữ bình an. Nếu các bạn chưa biết được sự sai lầm của các bạn, không bao giờ các bạn bình an, dù các bạn tràn đầy đủ thiết để bảo vệ những sai lầm của các bạn, nhưng trong trường tâm các bạn không bình an. Các bạn thuyết với Phật, nói chân Phật, bất minh Phật tăng, chưa sử dụng được thì sao giúp cho chính mình? Thì cái chỉ thuyết mặt công mà thôi. Thì thật phải thức hành. Phật không có thể tạo lao được. Phật là phải thất tha, giải nghiệp mình, minh tâm Phật, hiểu cánh tật, trở về Phật tật, thấy rõ chỗ đó. Còn nếu không hành làm sao thấy? Không hành thì bị ám ngự bởi tự ái, đố kỵ, ghen ghét, giận hờn. Và trong đó, trong kinh, trong chùa cũng dạy hết. Nhưng mà hành giả chưa hành. Lý thì nói được. Cho nên bởi sự trở ngại hoài hoài. Ngược lại, tất tiên Phật. Phụng sự sự tiên Phật hết mình. Phụng sự chùa chiền hết mình. Tất. Nhưng mà tôi không bao giờ nói rằng tôi ngu muội. Nếu các bạn biết các bạn là ngu muội và chứa được cái bản chất ngu muội đó thì không bao giờ các bạn cách bỏ ai. Các bạn thấy rằng chúng ta là học viên của cả không vũ trụ và chúng ta là con nợ của các cả vũ trụ. Và nếu chúng ta biết chúng ta là con nợ của cả không vũ trụ thì nghiệp chúng ta lớn, chúng ta phải trả. Định luật vay trả sơ sơ là phải trả, không nên quan tâm. Và không nên kể rằng chúng ta đã phục vụ sự nghiệp là lợi dụng chùa chiền thì có cho phục vụ chùa chiền tốt hơn. Được nghĩ sai mà mang tội. Chỗ chùa chiền là chỗ công cộng. Chỗ đó mọi người đóng góp. Để cho mọi người có cơ hội tự tâm. Tâm sự tự nhiên của đạo Phật. Chứ không phải sự đạo Phật. Cho nên tự nhiên có các bạn đóng góp cho chùa chiền rồi. Các bạn cách chùa chiền đó là sao? Các bạn đã bỏ cái chuột, khứ chuột lưu thân. Cái dư thừa các bạn mới cho chùa chiền. Cho mà các bạn không phải nát mạng đứng lên và xây các tường cái chùa đó. Chưa có hành sinh đó. Cho nên chỉ không phần nào mà thôi rồi ngược lại các bạn muốn lợi dụng chùa chiền đó là không nên nghĩ điều này. Chúng ta góp công xây dựng cái hậu đại. Chúng ta làm trang sử để ghi chép những hành vi tốt đẹp để cho người bơ vơ tại thế có cơ hội đến thềm chùa ngưỡng thanh tưởng thanh chi thay đổi của chúng anh năng khôi phục. Recording in progress. Chúng ta có phần đóng góp, chúng ta phải nghĩ đến sự nghiêm trang giải tỏa và đưa con người đến bên giác, chứ không phải ngôi chùa là nó trục lợi mọi người. Mình ở thời gian họ vi thấy những người đông đảo lợi dụng tình thế biến thành ngôi chùa để
để cho những người phát hiện cảm thấy bất chấp. Đó là tội lỗi của mình. Nhưng mà người trí tâm đạo pháp, tâm thức tu luyện, mới thấy con chùa, ngôi chùa phải gánh vác nhiều thứ trước. Bye bye. Con cảm ơn chú. Ok. Bye bye. Cảm ơn. Bye chú. Bye bye chú. Bà con mở hình đi chứ. Đóng hết rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.